Xin kính chào các quý vị nhà đầu tư. Hôm nay là buổi D-Insight bàn trắng chuyên gia lần thứ hai chúng tôi tổ chức, và mục đích của những buổi chia sẻ này là chúng ta cùng ngồi nhìn nhận lại những cái la bàn chỉ số kinh tế để giúp cho mọi người có một cái định hướng về tầm nhìn trong môi trường đầu tư. Đồng thời trong mỗi buổi thì chúng tôi cũng đều mời các chuyên gia để chia sẻ thêm cái nhận định về chiều sâu về các cái chỉ số kinh tế. Thì hôm nay tôi rất là hân hạnh giới thiệu với quý vị nhà đầu tư ông Nguyễn Tú An, là khách mời đặc biệt và vụ trưởng trong Ban Kinh tế Trung ương, để chia sẻ với chúng ta về cái môi trường kinh tế vĩ mô và những cái catalyst của nền kinh tế có thể yểm trợ cho định hướng đầu tư và cái sự phát triển của thị trường trong năm 2021. Bên cạnh đó thì có ông Phạm Thiên Quang, là giám đốc khối dịch vụ đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán CDS. Ông Cao Minh Hoàng là giám đốc quản lý đầu tư của công ty quản lý Vĩnh Tân. Và ông Phạm Ngọc Bách là trưởng phòng quản lý tài sản. Xin cảm ơn các quý vị panelist. Và tôi thì với vai trò là người moderator sẽ đại diện nhà đầu tư để làm rõ những cái chia sẻ của các chuyên gia. Và nếu như tất cả các quý vị nhà đầu tư có những cái câu hỏi thêm thì chúng ta có thể đưa cho ban tổ chức, hoặc là trong cái buổi cuối chúng ta sẽ có những cái buổi giao lưu và trao đổi rõ ràng. Thì để bắt đầu chương trình, tôi xin mời ông Phạm Thiên Quang có thể tổng kết lại một chút về những cái chỉ số kinh tế và cái dự báo của thị trường 2021. Cái động lực nào sẽ là cái động lực của phát triển của thị trường trong thời gian tới và chung và dài hạn? Thì xin mời ông Phạm Thiên Quang. Thưa quý vị nhà đầu tư, thì cái số về D-Insight cách đây một tháng đã có trình bày rồi, mà lần này thì chủ tịch chị Hương muốn mình tóm tắt lại một số điểm kỳ chính của cái bức tranh kinh tế vĩ mô và thị trường năm sau. Thì trong cái phiên bản của lần này public cho các quý vị nhà đầu tư, thì chị Hương cũng có muốn nhấn mạnh là ngoài cái view của BNRX thì mình có thể tổng hợp thêm một số dự báo của các công ty chứng khoán khác và các định chế ở tại thị trường Việt Nam và trên thế giới, để các quý nhà đầu tư có thể nhìn một bức tranh tổng thể và khách quan từ các tổ chức. Thì trong cái phiên bản lần này mình cũng xin được phép bổ sung các cái nội dung này để các anh chị có thể theo dõi. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ có ba câu chuyện mà panel hôm nay sẽ thảo luận trong năm 2020, năm đầy biến động. Thì những cái bài học chính chúng ta rút ra là gì? Phần này mình sẽ rất là ngắn gọn hơn. Sau đó chúng ta đi vào một số cái bức tranh lớn về vĩ mô và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam, có những điểm kỳ chúng ta có thể nhìn nhận được. Và trên cái nền tảng đó thì chúng ta sẽ dự báo cho VN-Index của 2021 là mức bao nhiêu, các định chế đưa ra mức như nào, mình cũng sẽ tổng hợp lại. Cuối cùng là một số gợi ý về chiến lược đầu tư cho năm 2021. Và hôm nay nó thêm một tiêu điểm nữa là ngành ngân hàng. Và với các quý nhà đầu tư này, thì cho năm 2020 là tóm tắt lại, thì mình đánh đo mãi không biết là chọn cái chart nào để nó tượng trưng cho năm 2020. Alo, quý vị có nghe được không? Thì có lẽ là cái chart này là cái chart khá là điển hình. Chúng ta thấy được cái mức độ mở tài khoản mới của nhà tôi gọi là nhà đầu tư F0, mà nó chưa từng có trong lịch sử, với cái mức mở liên tiếp. Đây là cái chart trong hàng tháng bắt đầu tính từ cuối năm 2019 đến hết năm 2020, và đến điểm là tháng 12 vừa rồi là thống kê trên 60.000 tài khoản mới được mở. Thì đây chính là một cái động lực vô cùng lớn để đẩy thị trường đến giai đoạn như này, trong bối cảnh mà nhà đầu tư nước ngoài liên tục mạnh mẽ. Và đây thống kê của các cái mở tài khoản mới trong suốt năm 2020, đi kèm với đó là chỉ số VN-Index chúng ta hồi phục rất mạnh cùng với thanh khoản thị trường lên rất cao, đó là câu chuyện lớn của năm 2020.
Thế thì bài học đầu tư để rút ra được gì? Thì bản thân mình với các chuyên gia chọn ra ba cái điểm lớn mà chúng ta có thể học. Bởi vì nếu mà chúng ta theo dõi suốt cái tiến trình năm 2020 thì kể cả những nhà đầu tư rất là tiền cựu như là Warren Buffett hay là Ray Dalio, những cái đại đề cũng tự nhận thấy là mình có những cái điểm nhìn nhận hơi quá thận trọng trong năm 2020. Thì bài học rút ra là chúng ta luôn luôn lắng nghe tiếng nói của thị trường để mà chúng ta đối chiếu lại với cái nhận định của chính mình là quan trọng. Cái thứ hai là dòng tiền là yếu tố vô cùng quan trọng. Và thứ ba là khi mọi người quá bi quan, đây là bài học mọi người đã đọc đi được lại rất nhiều lần rồi nhưng mà có nhắc lại ở đây. Thì nếu mà mọi người quá bi quan thì cơ hội sẽ lớn hơn rủi ro và ngược lại. Có nghĩa là nếu mà thời điểm này mà thị trường quá lạc quan thì chúng ta phải nhìn nhận khách quan các cái vấn đề phía trước chờ đón nhà đầu tư không, thì chúng ta cũng cần nhìn nhận chờ đón ngay. Rồi thì bây giờ đang nhìn tiếp cho trung hạn và dài. Thì khi nhìn vào cái động lực của thị trường, có những câu chuyện gì mà chúng ta cần nhìn để chúng ta tránh cái trường hợp thị trường nó rung lắc trong ngắn hạn, chúng ta đào vội vàng sợ là nó đã tạo đỉnh hay không, vân vân các loại, đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là cái nền tảng động lực kinh tế là yếu tố quan trọng nhất. Thế thì ở đây khi mà chúng ta nhìn kinh tế vĩ mô dưới góc độ đầu tư thì chúng ta nên nhìn dưới góc độ là chu kỳ, đúng không ạ? Thì dưới góc độ chu kỳ là yếu tố quyết định cái cân tài sản như nào. Thì nếu mà xét ở góc độ chu kỳ thì kinh tế Việt Nam chúng ta đã chính thức tạo đáy vào quý 2 2020 là kinh tế chúng ta chính thức tạo đáy. Như vậy tính từ đây trở đi là mình đang trong giai đoạn hồi phục, bắt đầu trong giai đoạn đầu của giai đoạn hồi phục nền kinh tế. Thì riêng phần này chút nữa chúng ta có một cái chuyên gia hôm nay là Nguyễn Tú Anh sẽ chia sẻ thêm cho các quý vị về mặt chu kỳ như thế nào. Bản thân mình là chu kỳ chúng ta đang bắt đầu từ đáy hồi phục đi lên trong giai đoạn đầu. Thì nếu mà trong cái view như này thì cái kênh equity sẽ là một cái kênh rất là phù hợp để mà có thể đầu tư được. Bọn mình hay chia ra là 4 mùa xuân hạ thu đông đó. Thì cái mùa mà từ đấy hồi phục đi lên chính là một mùa xuân, là cái mùa mà phù hợp nhất cho đầu tư equity cổ phiếu. Thế thì động lực tăng trưởng 2021 có gì mới không? Thì đây là một cái tổng kết của Dragon Capital, mình cũng xin trích lại để các anh chị có thể tham khảo trong cái buổi ngày hôm nay. Đó là 4 cái động lực rất lớn, hai cái động lực mà rất là lâu rồi và bây giờ vẫn còn tiếp tục tiếp diễn, đó là nền kinh tế vĩ mô chúng ta đang ngày càng ổn định hơn so với cái chu kỳ lần trước, đúng không? Nếu mà cách đây 10 năm, 15 năm những cái trụ cột kinh tế của chúng ta toàn là những cái tập đoàn lớn của nhà nước thì bây giờ đã được thay thế bằng các tập đoàn tư nhân. Thứ hai là ngày xưa mỗi lần mà chúng ta thấy giá dầu tăng mạnh, đúng không? Thịt lợn tăng mạnh, lúc chúng ta rất là lo về lạm phát rồi nào là tỷ giá không các bạn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy với cái trụ cột nó đã bền vững hơn rồi, cộng với lại là cái năng lực điều hành của chính sách cũng đã có kinh nghiệm hơn, nên chúng ta cực kỳ ổn định, đó là một nền tảng rất quan trọng của thị trường. Ngoài ra có thêm một cái động lực nữa là cái nhóm middle class tiếp tục tăng rất là mạnh, là tầng lớp trung lưu, là một cái động lực rất lớn cho rất nhiều ngành của Việt Nam. Thì có hai câu chuyện mới của năm ngoái sẽ tiếp diễn trong năm nay và các năm tiếp theo, đó là môi trường lãi suất cực kỳ thấp. Chúng ta chưa bao giờ có một môi trường lãi suất thấp như năm vừa rồi, đó, trong lãi suất tiết kiệm và lãi suất của trái phiếu chính phủ, vân vân. Thứ hai nữa là cái câu chuyện về đầu tư công vốn đã bị tắc nghẽn suốt nhiều năm, thì năm vừa rồi là năm mà đã được mở ra, đó là cái này thì bảo là tiếp tục là động lực của năm tiếp theo. Thì lãi suất như vậy, thực ra cái lãi suất tiết kiệm chúng ta nhìn thấy năm nay nó giảm xuống mạnh hơn, nhưng mà trên cái chặt này thống kê cho thấy thực sự là nó đã đi suốt từ 2011 và nó là một cái trend down suốt đến giờ, đúng không ạ? Cho chúng ta tránh chúng ta nhìn nhận một thời điểm nhất định thì thực chất là deposit rate đã giảm suốt từ 2011 đến bây giờ là bảo là được một trend down trend rất là rõ, đúng không ạ? Rồi và năm nay là năm mà đỉnh điểm của cái việc giảm như vậy, sau khi cái lãi suất điều hành giảm thêm 200 basis point của lãi suất nhà nước, đúng không? Ok, đó là lý do khiến cho cái động lực của tài khoản mới mở thế này, đúng không? Là cái trạng mình tổng kết lại để các anh chị theo dõi thêm. Thì một câu hỏi đặt ra là lãi suất thấp đến bao giờ? Tí nữa có anh Nguyễn Tú Anh sẽ chia sẻ thêm. Nhưng cái view ở đây là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được mức lãi suất thấp ổn định trong năm 2021. Và cái vấn đề về thêm một cái hỗ trợ nữa là lạm phát dự báo là sẽ tiếp tục ổn định trong năm sau, và nó không phải là một vấn đề. Và các quý vị cũng đừng quên là Việt Nam chúng ta là một trong số ít các nước trên thế giới hiện tại đang có cái mức lãi suất thực dư, tức là lấy cái mức lãi suất doanh nghiệp là trừ cho lạm phát,
thì chúng ta vẫn còn ở mức lãi suất thực dương được như rất nhiều nước trên thế giới là nó không được như vậy. Có nghĩa là cái room để mà có thể duy trì được lãi suất thấp là chúng ta vẫn còn khá nhiều. Đầu tư công là giai đoạn này lớn hơn bao giờ hết. Đây là cái hình ảnh chặt để tổng kết lại một số cái dự án lớn ở trên này chúng ta đang tiếp diễn trong, và đây là cái thời gian để mà có thể hoàn thành các cái dự án lớn này. Chị có thể nhìn thấy đây, ví dụ như sân bay Long Thành này, đúng không? Metro ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, rồi các cái tuyến đường sẽ được xây dựng trong suốt giai đoạn trong thời gian tới. Thì ở đây có một cái điểm mà mình tổng kết lại mình sẽ thấy cái động lực của nền kinh tế trong các cái thời kỳ để chúng ta nhìn nó dài hạn ổn định hơn, đúng không? 2026 là giai đoạn mà chúng ta hội nhập quốc tế, đúng không? 2011 là giai đoạn mà sau khi nền kinh tế là biến động rất mạnh thì chúng ta tập trung cho cái ổn định nền kinh tế. 2016 thì nó là giai đoạn gì ạ? Các cái nhà nước yểm trợ cho khu vực tư nhân, đúng không? Mấy tập đoàn tư nhân ổn định suốt trong nhiều năm vừa qua. 2021 động lực chính là đầu tư công. Mình nhắc lại anh chị thấy được cái động lực kinh tế như này nhiều năm qua. Thế đây là tổng hợp dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam 2021. Thì đây là do bộ phận nghiên cứu của VNRAC đưa ra một số cái dự báo. Mình chỉ nhắc những cái chỉ số lớn thôi, chỉ nhìn cái cột giữa basecamp ha. Tăng trưởng GDP dự báo năm 2021 sẽ tăng trưởng 1.1%. Tuy nhiên nếu mà anh chị tham khảo thử một số cái dự báo của các tổ chức lớn trên thế giới thì họ còn lạc quan về nền kinh tế Việt Nam hơn so với chính chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như Fitch đưa ra một dự báo khoảng tầm 2.6% gì đó, anh chị có thể tham khảo thêm. Thứ hai là CPI dự báo là mức độ ổn định. Lãi suất là cái rất quan trọng, thì trong này mình dự báo là năm sau lãi suất cũng sẽ giữ mức ổn định, không bị tăng trong năm sau trong kịch bản cơ sở. Đó là về kinh tế vĩ mô Việt Nam. Còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì động lực và dự báo triển vọng 2021 như thế nào, đúng không? Thế thì đây là có một cái rất là quan trọng để chúng ta, gần đây các nhà đầu tư bảo là thị trường tăng quá nóng, đúng không? Định giá cao này kia không vâng, vì chúng ta thấy nó tăng trưởng trong thời gian ngắn quá, nhìn vậy thôi. Còn đây là cái mà chúng ta đã nhìn dài hạn hơn, chúng ta phải nhìn vào cái mặt bằng định giá tương quan với cái tốc độ tăng trưởng như thế nào. Thì đây là mình cũng xin trích cái dự báo của bên Trading Cap coi như là một tổ chức trên thị trường để chúng ta có một cái nhìn nhận nó khách quan hơn. Thì họ lấy cái tốc độ earning của 60 doanh nghiệp hàng đầu ở tại nền kinh tế Việt Nam coi như là đại diện cho một cái Trading Cap rất là lớn rồi. Thì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên một cổ phần năm 2021 dự báo sẽ ở mức 26.1% trên một cái nền rất là thấp của năm 2020. Tốc độ tăng trưởng năm sau là rất là lớn. Thì với cái mức B hiện tại mà ta tính forward cho 2 năm tiếp theo thì 2021 cái mức B nó chỉ về ở cái tầm 12.4 thôi cho top 60 doanh nghiệp hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam đại diện trên thị trường chứng khoán. Thì cái mức này là mức mà không hề quá đắt cho thị trường đầu tư. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh nếu mà chúng ta lấy cái mức mặt bằng định giá này, người ta so sánh trong khu vực nhé, anh chị nhìn ở đây trong khu vực này. Tức là ta lấy hai cột, một là cột trên này là B trên E là mặt bằng định giá, và thứ hai là tốc độ tăng trưởng, đúng không ạ? Thì ta nhìn so với các nước trong khu vực, những cái quốc gia như là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Trung Quốc hay Malaysia có tốc độ tăng trưởng năm sau thấp hơn Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng mà mặt bằng định giá của họ thì hiện tại đang cao hơn Việt Nam khá là nhiều. Người ta nhìn tương quan chính chúng ta và so với các nước trong khu vực, người ta thấy là rõ ràng là không hề đạt. Dạ, và tình hình tham gia của nhà đầu tư F0 vẫn tiếp tục tăng khá là mạnh, và cái này cũng là một cái chỉ báo để chúng ta theo dõi thêm. Thế một người nhìn là liệu cái này nó có ổn định hay không, nó có nhiều quá hay không, họ có điên rồi hay không, đúng không? Đó là một câu hỏi rất nhiều nhà đầu tư đặt ra cho mình. Hôm qua mình vừa mới giảng cái lớp Bigo thì cũng có mấy anh chị đặt câu hỏi cho mình mà họ thấy rất là lo ngại, đúng không? Thật ra có lo ngại hay không anh chị nhìn cái chặt phía sau nhé. Đây là thị trường của Đài Loan, đúng không? Trong suốt giai đoạn 1985 đến 2018, đi trước chúng ta khoảng độ 10 năm, 15 năm, đúng không? Thế thì ban đầu họ cũng ở cái vùng như Việt Nam chúng ta này, chỉ có khoảng 2.5-2.8% số người Việt Nam tham gia vào thị trường chứng khoán đó, đúng không? Thế thì đến từ đó đến năm 2018, theo thống kê, lên đến khoảng độ 16-17% số giao dịch của Đài Loan tham gia thị trường chứng khoán. Trong khi Việt Nam đang hiện tại đang ở đây, các anh chị là 2.8% gì đó, đúng không ạ? Thì có nghĩa là vẫn còn cực kỳ ít, anh chị đừng có lo ngại là nhà tư nhân không tham gia vào thì nó có bị điên rồ quá không hay không, không hề điên rồ thế nào cả. Lẽ ra nó phải đến sớm hơn, đấy là như vậy. Rồi ạ.
Thế thì dự báo cho thị trường 2021 mà ta cứ lấy trên các ngàn con số đại diện Việt đúng không ạ? Thì ở đây mình xin được mạn phép tổng kết cái dự báo của một số tổ chức trên thị trường Việt Nam, một số công ty chứng khoán đó, và cả các quỹ đầu tư, người ta xem thử là dự báo như thế nào. Có một số tổ chức thì người ta không đưa ra cái con số index, nhưng mà người ta lại đưa cái mức tăng trưởng của lợi nhuận, phải không ạ? Của năm sau của các cái doanh nghiệp thì mình cũng đưa lên đây để anh chị có thể tham khảo luôn. VN-Index thì đưa cái mức VN-Index 2021 có thể chạm mức cao nhất là khoảng 1.230 điểm. Nếu mà tính từ cái mốc cuối 2020 là 1.104 thì tương đương mức tăng trưởng là khoảng 11.4%. VN-Index cũng đưa ra cái mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình giá 2021 là khoảng 23% trong cái số các doanh nghiệp mà mình theo dõi. Ở đây có SLA, có bản biên đều là những định chế rất lớn, họ cũng đều đưa ra dự báo rồi và họ còn lạc quan hơn viên nữa, đúng không? Ở mức lần lượt là 1.240 đến 1.250 trong kịch bản cơ sở của họ. Rồng Việt thì mạnh dạn hơn, đưa ra mức tăng trưởng là 1.271, tương đương mức tăng trưởng là 15% so với cái điểm cuối 2020. Junta hiện tại đang là một cái công ty chứng khoán mà có cái mức lạc quan nhất trong kịch bản cơ sở của họ là VN-Index sẽ tăng khoảng 23.5% trong năm 2021 và đạt mức khoảng độ 10.364. Bloomberg thì một tổ chức về data thì họ không đưa ra cái mức dự báo về index, nhưng mà đưa cái mức tăng trưởng bình thường là khoảng 31% cho thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp của thị trường ở Việt Nam năm sau. Nhưng ta nhìn vào đây thì ta thấy là tổng kết lại trong các cái định chế này thì mình chưa đưa hết các công ty chứng khoán, đây là đại diện thôi, thì có thể là lấy cái mức median rơi vào tầm độ khoảng 1.250 là một số trung bình trong số các cái dự báo này, tương đương mức tăng từ cuối năm ngoái khoảng độ 13% gì đó. Thế thì lựa chọn ngành và đầu tư cổ phiếu cho năm 2021 như thế nào, có câu chuyện gì? Thì VNRX cũng mạnh dạn đưa ra bốn câu chuyện mà anh chị có thể chọn lọc. Thực ra là nếu mà trong ngắn hạn thì do cái giá nó cứ biến động trong ngắn hạn, đúng không chị? Đầu tư nó phải liên quan đến cả giá nữa, thì nó có thể đâu đó khác biệt một chút, nhưng mà đây là cái câu chuyện mà chúng ta tính cả một cái năm dài, đúng không? Và có thể là dài hơn. Hôm nay chúng ta mới có 2 tuần đầu tiên thôi, nên là mình cũng đưa ra để chị hiểu rằng cái này là ta lấy câu chuyện tất cả một cái năm năm sau. Thì bốn câu chuyện lớn, một là chứng khoán kinh tế Việt Nam tươi sáng thúc đẩy bởi sự gia tăng của nhu cầu của thị trường bên ngoài và tiêu dùng nội địa. Thế thì có những doanh nghiệp đại diện trong nhóm ngành bán lẻ thực phẩm đồ uống, trong đó Việt Nam rất là thích cái cây Wayward, hiện tại là cũng chưa tăng quá nhiều so với các cái cổ phiếu khác từ đầu cuối năm ngoái và đầu năm nay. Thứ hai là câu chuyện về phát triển cơ sở hạ tầng để tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2021, thì những ngành như là một kiểu xây dựng hay là hạ tầng hàng không, có cây hợp pháp, một cây mà đã tăng khá là nhiều, nhưng mà VNRX vẫn tin đây là một doanh nghiệp rất là tốt, chúng ta có thể theo dõi trong dài hạn. Thứ ba là xu hướng đầu tư cho công nghệ sẽ phát triển mạnh hậu Covid-19, đó là công nghệ và đứng hình trong cả nhóm này là FPT. Cuối cùng là môi trường lãi suất thấp sẽ tạo cơ hội cho các ngành tài chính như là ngân hàng, doanh nghiệp phát triển bất động sản và ngành chứng khoán. Thì các ngành này thì những cái cổ phiếu như là Techcombank, MBB, VPBank, Vinhome là những doanh nghiệp mà chọn lọc trong nhóm này. Trong nhóm chứng khoán thì cá nhân mình làm dạng là mình sẽ chọn VNRX, không phải vì là mình làm cho VNRX mình chọn ra, mình rất thích công ty này, bởi vì là vừa được hưởng lợi từ ngành mà lại có câu chuyện về phát triển về mạng mới, về quản lý tài sản. Mình tin rằng là câu chuyện của thị trường khoảng 10 năm tới sẽ là câu chuyện của quản lý tài sản. Thế thì thêm một câu hỏi nhắc lại nữa là thị trường ở trạng thái tăng quá nóng và rủi ro tạm đỉnh dài không? Thì qua cái minh chứng vừa rồi, mình chứng minh cho các anh chị thấy động lực còn rất nhiều về mặt cả tăng trưởng earning và cả lợi nhuận, đúng không? Thì câu trả lời đây là nó không phải ở dạng tăng trưởng quá nóng, đó là cái quan điểm của mình. Tuy nhiên trong nhóm này có những nhà đầu tư thì tích sản dài hạn, đúng không ạ? Nhưng cũng có những nhà đầu tư lại đứng ra đầu tư ngắn hạn, đúng không? Cho nên là mình cũng đưa ra một số cái chỉ báo về rủi ro trong ngắn hạn ha, để ra tránh cái trường hợp là anh chị lỡ vào thị trường đúng cái thời điểm mà nó có những cái điều chỉnh trong ngắn hạn thôi nhé. Mình nhắc lại trong ngắn hạn là anh chị hoảng sợ và anh chị không dám vào một cái kênh nó rất là hấp dẫn và quan trọng như này. Thì mình mạnh dạn đưa ra một loạt các cái chỉ báo rủi ro mà khi nào mà anh chị nhìn thấy là 80% của cái số này là nó đã chuyển, nó đã dịch chuyển rồi, thì lúc đó anh chị nên thận trọng trong ngắn hạn.
thì cái đầu tiên phải là đánh giá cổ phiếu thị trường Việt Nam ở mức quá cao. Thì hiện tại như mình trả lời nó không hề cao. Ở giai đoạn mà tạo đỉnh 2018 thì lúc đó B chúng ta khoảng 23 lần, đúng không? Hiện tại B chúng ta nó rơi tầm đâu đó hơn 19 lần gì đó. Và nếu mà tính cả cái earnings, tức là tăng trưởng lợi nhuận chúng ta lên sau, lên tiếp theo, thực chất là ở mức rất là vừa phải thôi. Thứ hai là kênh cổ phiếu có bị cạnh tranh với các kênh đầu tư khác hay không, như là bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi tăng trở lại, thì đó là các cái chỉ báo mà anh chị có thể theo dõi để mà khi dòng tiền nó có thể bị tạm thời dịch chuyển qua nhóm khác thì anh chị sẽ theo dõi. Một cái chỉ báo tiếp theo nữa là các ngân hàng trung ương trên thế giới có đảm được chính sách tiền tệ nới lỏng trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh trở lại không, đúng không? Thì anh chị cần theo dõi sát cái biến số này. Tí nữa có thể là mọi người có thể hỏi thêm anh Tu Anh về cái quan điểm về lạm phát như thế nào. Cá nhân mình quan sát thì mình thấy là giai đoạn vừa rồi cái commodity, các mặt hàng commodity, hàng hóa, yếu tố đầu vào cho rất nhiều ngành nó tăng rất là mạnh, và nó chủ yếu là do nguồn cung còn thiếu thôi. Nhưng mà nếu mà Covid của trên thế giới mà bắt đầu nó lén bớt, đúng không, cũng nhân tiện cũng nhắc luôn là hiện tại Covid nó cực kỳ nghiêm trọng trên thế giới, chị nhá. Chúng ta không thể tưởng tượng được là bây giờ đã có đến 2 triệu người tử vong vì Covid trên toàn thế giới luôn. Và người ta còn nói luôn là cái thống kê đã thực ra là thống kê chưa đủ, thực chất con số đó còn lớn hơn con số thống kê là đã 2 triệu người chết rồi. Nhưng mà nếu mà vaccine năm con bốc ra tốt, ok, mọi thứ ổn định lại, kinh tế quay trở lại, thì rất có thể là cái cầu lúc bắn sẽ đẩy thêm lạm phát, thì chúng ta thay đổi chặt chẽ yếu tố này. Mà nói chung là ngân hàng trung ương là yếu tố rất quan trọng cho các thị trường tăng trưởng, thị trường khoán giai đoạn vừa rồi. Nếu họ đảo ngược chính sách thì chắc chắn là nó sẽ quay đảo ngược lại, đúng không? Chúng ta cần thay đổi yếu tố này. Ngoài ra thì có thêm mấy yếu tố khác thì anh chị có thể thay đổi thêm ở đây. Chúng ta cần lưu ý vấn đề gì trong 2021 về mặt đầu tư? Thì đây mình cũng mạnh dạn đưa một số cái kiến nghị như này để anh chị lưu ý. Đó là chọn lọc cơ hội là quan trọng, tức là 2020 là giai đoạn mà kinh tế tạo đáy và tất cả các ngành hồi phục đi lên, đúng không? Thì ta đầu tư vào ngành nào, cổ phiếu nào nó cũng tăng hết, đúng không? Nhưng mà năm nay sau khi đã tăng được một mặt bằng mới rồi thì anh chị làm phải hết sức chọn lọc, chứ nó không còn theo kiểu là ta hay nói đùa là ném phi tiêu, đúng không? Để đóng cái cổ phiếu và ném vào cái nào trúng hết thì 2021 sẽ không có chuyện. Anh chị chọn lọc rất kỹ là những doanh nghiệp nào tốt và có cái tăng trưởng vượt trội thì nó sẽ là những cái mà được ưu tiên hơn. Anh chị cần theo dõi chỉ báo lạm phát và động thái các ngân hàng trung ương thì để mình vừa phân tích rồi. Thứ ba là động thái chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thì may quá là hôm vừa rồi cuối tuần, đúng không? Cũng đã ra thông tin là ủy ban đại diện thương mại của Mỹ cũng đã đưa ra là sẽ không có bất kỳ động thái nào từ phía đối với xung quanh vấn đề về Việt Nam đưa vào cái danh sách thao túng tiền tệ, và đó là một cái mà chúng ta cũng khá là tội phạm như nó. Cuối cùng là anh chị cần chú ý phân bổ tài sản và hướng đến đầu tư dài hạn bền vững và cá linh hoạt một phần. Ở đây mình hay dùng cái gọi là chiến lược co satellite, tức là anh chị cũng có thể trading trong một phần lại đó, đúng không, để tối ưu cái đầu tư của mình, nhưng mà anh chị nên dành ít nhất 2/3 cái danh mục của mình hướng đến những cái đầu tư dài hạn. Mà VNX hay nói một cái câu là tí nữa Chủ tịch Minh Hương sẽ nói thêm để quý anh chị, là chúng ta hướng đến sức khỏe tài chính là đầu tư mà cảm thấy an tâm, đúng không? Đó là cái phần trình bày ngắn gọn của mình trong phần đầu trước khi bắt đầu thảo luận thêm. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Quang. Thì chúng ta cũng thấy là cái catalyst cho nền kinh tế thì bao giờ nó cũng đến từ ba cái yếu tố có lẽ là căn bản. Đấy là năm nay thì 2021 chúng ta sẽ tiếp tục được hưởng cái môi trường lãi suất thấp và cái rủi ro lạm phát thì trong cái bối cảnh Covid có thể là một cái rủi ro để chúng ta có ảnh hưởng đến rất là nhiều sinh mạng, nhưng tuy nhiên nó cũng lại là một cái nhìn ở góc độ nào đó, nó cũng là một cái cảnh báo giống như một chúng tôi hay nói rủi ro nó chính là người bạn để mỗi chúng ta nhìn lại, và kể cả nền kinh tế của cả thế giới, các ngân hàng trung ương và các cái chính sách điều chỉnh của nhà nước nó thay đổi, và chính nhờ cái điều đó cho nên sẽ có những cái thay đổi căn bản về mặt cơ cấu của nền kinh tế cũng như là thay đổi cả một cái định hướng. Và đấy mới là cái điều mà có lẽ Covid mình nhìn thấy yếu tố rủi ro rồi, nhưng có khi nhìn thấy yếu tố tích cực thì chúng ta cũng sẽ thấy sẽ có những cái catalyst gì trong cái bối cảnh mà toàn cầu đang phải đối diện với Covid. Tiếp theo nữa là cái bài toán kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay chúng ta rất may mắn là đương ở trong cái giai đoạn hồi phục. Và cái gì sẽ là yếu tố giúp cho nền kinh tế phát triển tiếp
và những ẩn số của nền kinh tế này như thế nào. Thì xin anh Tú Anh có thể chia sẻ với các quý vị nhà đầu tư để chúng ta có một cái bức tranh rõ ràng hơn về cái môi trường kinh tế vĩ mô và những cái catalyst của cái động lực phát triển kinh tế trong thời gian tới. Cảm ơn chị Hương, kính chào các quý vị. Hôm nay cũng rất là được cùng mình đến chia sẻ một số cái quan điểm và những cái cách nhìn về cái kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Thì lúc vừa rồi thì anh Quang anh cũng đã trình bày khá là chi tiết các cái cách nhìn về cái view về năm 2021. Thì những cái động lực tăng trưởng, catalyst hay chúng ta gọi drivers và tăng trưởng năm 2021 thì chúng ta có những cái điểm khá là thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là chúng ta vẫn có vốn rẻ không chỉ vốn trong nước mà còn vốn nước ngoài. Vì trong cái giai đoạn hiện nay theo dự kiến thì là tất cả các thị trường, các ngân hàng trung ương, các nước Mỹ, EU, Nhật vẫn duy trì lãi suất thấp zero cho đến tận cuối 2022. Thì như vậy là cái dòng vốn, điều này cho thấy là cái dòng vốn nước ngoài nó sẽ rất là dồi dào, và chính cái điều đấy thì sẽ có một phần, mặc dù thị trường Việt Nam vẫn chưa lên đến emerging markets nhưng mà một trong những cái thị trường rất là promising, nên là các cái nhà đầu tư nước ngoài sẽ, cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục là định hướng vào Việt Nam. Đấy là điểm thứ nhất. Khi mà dòng vốn nước ngoài để vào nhiều thì cái áp lực để đẩy tiền ra của ngân hàng trung ương nó giảm đi, thì như vậy thì duy trì được cái nguồn vốn rẻ. Đấy là cái điểm thứ nhất chúng ta có. Cái điểm thứ hai mà chúng ta có đấy là chính là một trong những cái mà tôi thấy anh Quang chưa đề cập đến, đấy chính là cái expectation, tức là cái kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế. Thì trong nền kinh tế của Việt Nam nó kỳ vọng rất là tốt, kể cả mà kỳ vọng nó phục hồi rất nhanh, nó xuống rất sâu vào tháng 3, nhưng mà sau khi mà chúng ta chống Covid rất là thành công vào cái giai đoạn đầu ấy, thì kỳ vọng nó rất là vững, nó tăng vọt lên. Và khi mà tăng vọt lên đến tháng 7 thì có cái cuộc Covid lần thứ hai tại Đà Nẵng ấy, thì nó có trao đảo, nó đi xuống một chút. Khi mà chúng tôi nhìn chỉ số kỳ vọng, thì chúng tôi nhìn vào PMI, chúng tôi nhìn vào cái chỉ số mua hàng bán lẻ và các cái chỉ số về đầu tư, nó hơi trao xuống một chút trong vòng một tháng, nhưng nó không xuống sâu như vào tháng 3. Và sau đấy thì đến bắt đầu từ cuối tháng 8 thì nó tăng vọt lên. Thì như vậy là kỳ vọng đầu tư, khi chúng ta tăng cái đầu tư vào những cuối năm nay thì chúng ta có thể kỳ vọng hái quả vào những năm 2021 và cuối năm 2020. Thì như vậy là cái kỳ vọng của nền kinh tế đang rất là tốt. Cái thứ ba nữa là qua cái Covid ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái mà cái thế giới biết đến Việt Nam rất nhiều. Và biết đến Việt Nam ở đây là thứ nhất, cái mà các nhà đầu tư nước ngoài xưa nay người ta không đánh giá cao, bây giờ thì họ sẽ phải cách đánh giá lại. Đấy là quản trị đất nước trong khủng hoảng. Cái quản trị đất nước trong khủng hoảng, Việt Nam vừa qua chứng tỏ rằng trong cái khủng hoảng thì Việt Nam có thể quản trị đất nước tốt đến mức như thế nào. Và chính cái điều đấy nó làm cho rủi ro khi đầu tư tại một cái đất nước như thế này nó giảm đi rất nhiều. Thì đấy là một trong những cái yếu tố và qua đấy là Covid chúng ta chứng tỏ được chúng ta quản trị khủng hoảng tốt. Nhưng chúng ta lại còn chứng minh được một cái điểm thứ hai nữa, Việt Nam không phải là nơi chỉ xuất khẩu nông sản và những cái hàng lắp ráp. Chúng ta đã bắt đầu chúng ta chứng minh được rằng là Việt Nam có năng lực công nghệ. Chúng ta sản xuất ra được máy thở, chúng ta sản xuất được kit test, đúng không? Chúng ta xuất khẩu đi được, chúng ta xuất khẩu được khẩu trang diệt virus, đúng không? Chúng ta đang đi chơi với những cái lĩnh vực công nghệ cao của thế giới. Thì như vậy là tôi thấy rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài người ta ngạc nhiên về những cái vì xưa nay người ta không bao giờ để ý đến Việt Nam, người ta không để ý đến đâu, không bao giờ họ nghĩ Việt Nam làm được điều đấy, nhưng bây giờ thì đã có những cái. Thì đấy là những cái một cái cơ hội để cho chúng ta. Và điểm của nữa thì lúc nãy anh Quang có đề cập đến, đấy chính là chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một cái cơ hội vô cùng lớn cho đất nước ta, trong không chỉ trong trước mắt mà còn trong dài hạn. Và cái chuyện chuyển đổi số đấy rất là may, một cái là một trong những cái định hướng của nhà nước và được doanh nghiệp và nhân dân tham gia phải nói là rất là sôi động. Cho đến nay thì cái
chuyển đổi số nó sẽ thay đổi, như chị Hương nói, nó sẽ thay đổi cách chúng ta quản trị doanh nghiệp, thay đổi cách chúng ta đánh giá về thị trường, thay đổi cách chúng ta tổ chức sản xuất. Nó làm thay đổi rất nhiều thứ. Và nó là tự chung lại thì nó làm cho hiệu năng của cái quá trình sản xuất nó tăng lên. Thì cái chuyển đổi số Việt Nam chúng ta hô hào và chúng ta thấy thị trường vào, nhưng cái gì làm cho thấy thị trường vào như thế? Bởi vì chúng ta có năng lực. Bởi vì một trong những cái lĩnh vực mà Việt Nam có thể cạnh tranh một cách khá sòng phẳng, đấy là trong cái lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ số, và chúng ta đang cạnh tranh khá là sòng phẳng. Và nếu chúng ta, và vì chúng ta có năng lực, chúng ta có định hướng, chúng ta thấy thị trường nó đi xuống xu hướng như thế, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là một trong những cái mà rất là kỳ vọng, chúng tôi rất là kỳ vọng trong phát triển. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một cái nữa là anh Quang có đề cập đến, đấy là cái chuyện là giải ngân vốn từ đầu tư công. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ấy, thì nói chung con số đưa ra thì là khá là thành công. Chúng ta đạt khoảng 82% cái kế hoạch 460 tỷ nghìn tỷ. Thì 82% là một con số rất cao so với chúng ta những năm trước đấy. Chúng ta năm trước thì chỉ 62%, có năm dưới 58% vân vân. Nhưng năm nay chúng ta được 82%. Thì như vậy là, đấy là thành công hay không? Nói như vậy là ra nhiều như là tốt. Nhưng tôi nghĩ là nhìn thì đúng là ta thấy so với ta thì tốt, nhưng mà so với kỳ vọng thì nó cũng chưa tốt. Nó chưa tốt ở cái chỗ là trong khi các nước khác thì không có tiền mà chi, chúng ta có tiền là không chi được. Đấy là một trong những cái bất lực. Mà bên cạnh đấy chúng ta sẽ thấy rằng là cái dòng vốn đầu tư công chúng ta ra chỉ có những tháng cuối năm thôi, và hy vọng nó sẽ phải được ra nhiều hơn vào những năm 2021. Chúng ta nhìn vào con số mà các cái tiền gửi của kho bạc nhà nước ấy, nằm trong hệ thống ngân hàng ấy, cho đến cuối năm nó vẫn tăng 5,7%, tức là hơn 640.000 tỷ. Nó lớn hơn rất nhiều so với con số giải ngân đầu tư công chỉ khoảng 300 mấy nghìn tỷ thôi. Đấy, hiện nay đang nằm trong kho bạc ấy, nằm trong tài khoản của kho bạc. Thì như vậy cái số tiền đấy hoàn toàn chúng ta có thể, nếu mà chúng ta giải ngân sang năm 2021 thì chúng ta đầy tiền để mà ra. Nhưng liệu có ra không thì tôi nghĩ là sẽ ra được. Ra được ở cái chỗ là những cái bế tắc của những năm trước ấy bắt đầu chúng ta tháo được rồi. Ví dụ như chúng ta sân bay Long Thành là bắt đầu giải phóng được rồi, thì bắt đầu là động thổ để mà làm. Vừa rồi thì Thường vụ Quốc hội cũng thông qua được hai cái dự án đầu tư PPP, cái đoạn từ quốc lộ 45 cho đến Nghi Sơn, cái đường cao tốc Bắc Nam ấy, mà từ Nghi Sơn về đến Diễn Châu, cả cái đoạn đấy, hai đoạn đấy cũng được phê duyệt là sẽ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Và tất cả những cái này bây giờ xong phát là tiền ra luôn, là sẽ làm luôn. Và như vậy là nó sẽ đảm bảo được là cả cái tuyến, toàn tuyến từ Hà Nội về đến Bãi Vọt, Hà Tĩnh là nó sẽ thông tuyến vào khoảng cuối năm 2022 để đảm bảo được cái điều đấy. Đấy, thì nó mới tăng cái hiệu quả của lên. Thì đấy là tôi đang nói về cái mặt gọi là bright side, nó về những cái mặt là rất là tích cực. Thì nhân đây thì tôi nói nhìn tích cực thì chúng ta cũng phải nhìn cái góc độ là rủi ro. Đó. Rủi ro thì tôi cũng muốn chia sẻ cái rủi ro chúng ta là thứ nhất là Covid cũng chưa biết nó sẽ đi đến đâu. Thì theo những cái dự báo mới nhất thì chúng tôi được xem thì được biết là đỉnh điểm nó sẽ lên vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 và bắt đầu nó giảm dần ở Mỹ và châu Âu. Đấy là có cái gọi là dự báo, cái mô hình mà lạc quan. Còn một mô hình khác chúng tôi cũng đọc ở John Hopkins thì họ báo là khoảng đến tháng 5 ta mới lên đến đỉnh. Như vậy nó kéo, nếu mà tháng 5 thì sẽ rất là dài. Mà nền kinh tế nó sẽ, cái sức chịu đựng của nền kinh tế nó đến ở đâu? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu Covid kéo dài thì nguy cơ cái nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nó sẽ build up lên, nó lên. Và khi mà nguy cơ nợ xấu build up, khi mà cái vượt quá cái khả năng chịu đựng của doanh nghiệp ấy, cái nợ xấu nó trở thành cái nợ không đòi được ấy, thì nó sẽ lại giảm, nó làm cho cái khả năng giảm được lãi suất là không cao. Bởi vì khi nợ xấu cao, người ta phải dùng dự phòng, người ta phải dùng lãi suất cao, người ta bù vào, có rất nhiều cách để làm cái chuyện đấy. Cái đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ là cái rủi ro
là cái từ cái COVID. Cái thứ hai, một cái thì không hẳn là rủi ro nhưng nó mang tính chất chu kỳ, là năm nay chúng ta tiến hành thay đổi một nhiệm kỳ lãnh đạo mới, đúng không? Cuối năm chúng ta chuẩn bị đại hội đảng vào sắp tới rồi, và khi đầu nhiệm kỳ ấy, thì thường lãnh đạo nhiều việc phải làm lắm, ít khi nên là cái thời gian để điều hòa thì nó cũng, tức là để tập trung, để thúc đẩy, để kiên quyết thì là nó cũng không được nhiều như những năm cuối. Và một trong những cái bằng chứng của tôi cũng có một cái cũng có đánh giá về đó là cái đẩy nhanh đầu tư công của năm 2020 ấy là nó không bền vững. Là bởi vì sao? Bởi vì thủ tướng cứ phải đi gào thét khắp nơi thì nó mới được như thế. Thế sang năm sau thủ tướng mệt, thủ tướng ở nhà thì nó lại quay lại như cũ à? Đó, tức là chúng ta phải thể chế hóa được cái quy trình này để làm sao đầu tư công nó phải ra được, chứ không phải là cứ phải muốn giải ngân thì thủ tướng cứ phải đi gọi đi gào đi như thế là không được, đúng không? Như vậy là cái đấy nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Cái rủi ro cái chuyện là chúng ta sẽ, nhưng mà nhìn chung thì tôi vẫn thấy là cái tích cực nó cao hơn rất nhiều so với những cái yếu tố tiêu cực trong cái view của năm 2021. Xin cảm ơn anh Tú Anh. Thì tôi có tổng kết lại một chút. Thực ra thì khi mà nhìn kinh tế vĩ mô thì các nhà đầu tư chứng khoán nói chung cũng rất quan tâm, nhưng mà chỉ quan tâm có mỗi hai chỉ số thôi. Đấy là GDP như thế nào và lạm phát ra làm sao. Thì GDP thì anh Tuấn Anh cũng đã nói rồi, tức là chúng ta có rất là nhiều những cái động lực tăng trưởng, ví dụ như là vốn rẻ, không chỉ có vốn trong nước và vốn nước ngoài. Thứ hai là cái kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu như anh Quang cũng nghĩ là chúng ta đã qua hồi phục rồi, và tất cả các báo cáo kinh tế của các ngân hàng như HSBC, Citibank, Goldman Sachs chúng tôi có tham gia, hay của cả chính phủ, ngân hàng thế giới, thì đều kỳ vọng một chu kỳ hồi phục kinh tế 10 năm tới của Việt Nam khá là triển vọng. Rồi một điều nữa mà có lẽ là chúng ta những người trong nước ít để ý, nhưng Việt Nam thực sự đã trở thành một cái tiêu điểm kinh tế và được nhận diện một cách rất là khác biệt so với rất nhiều năm trước trên bản đồ kinh tế thế giới. Tiếp nữa là cái việc chuyển đổi số thực sự nó thay đổi, giống như theo tôi, quan điểm của tôi, kể cả đối với VinDirect, thì nó thay đổi cơ bản mô hình earnings, mô hình kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp, và cho phép chúng ta giảm rất nhiều những cái rào cản của một số doanh nghiệp, hoặc là những doanh nghiệp lớn nếu mà áp dụng được thì nó lên một cái cơ cấu ân tinh hoàn toàn khác, và đó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều những cái bất ngờ, những cái momentum cho các cái kênh tài sản, cho các cái doanh nghiệp. Cuối cùng nữa là đầu tư công, thì cái may mắn của chúng ta là mặc dù tỷ lệ đầu tư công khá cao trong những năm trước, tuy nhiên như anh Tuấn nói thì nguồn chờ giải ngân đầu tư công rất lớn, có nghĩa là tất cả năm yếu tố này đều cho chúng ta thấy một cái triển vọng rất là tích cực cho GDP. Tuy nhiên GDP tăng trưởng nhưng mà lạm phát như thế nào thì vẫn là một cái câu hỏi mà nhà đầu tư khá quan tâm. Thì anh Tú Anh có thể làm rõ cho chúng tôi biết thêm một chút về cái nhận định của anh về lạm phát, và nhà nước sẽ có những biện pháp gì để bảo vệ cái lạm phát trong bối cảnh mà còn nhiều cái biến số như thế này. Vâng, cảm ơn chị Hương. Thì về với lạm phát thì tôi có một cái view là thế này, là nhiều người chúng ta học kinh tế học thì đều cho thấy rằng tiền ra lạm phát là bản chất của tiền tệ, tiền ra nhiều thì sẽ lạm phát cao, đúng không? Nhưng mà chúng ta quan sát rất trong ít nhất là trong 5 năm trở lại đây, tiền ra đến cái mức lãi suất xuống âm ở tất cả các nước, đặc biệt là Nhật Bản, nhưng lạm phát không lên được. Mục tiêu của họ lạm phát 2% nhưng lạm phát không lên được. Đấy là một trong những cái thách thức các lý thuyết, đúng không? Lý thuyết chúng ta là đẹp như Friedman cho rằng là lạm phát là bản chất tiền tệ, nhưng mà đấy tiền ra không. Vậy câu chuyện đấy nó nằm ở đâu, là vì sao? Nó nằm ở cái chỗ là gì ạ? Tiền muốn ra được bây giờ cũng không phải tiền ra, mà kiểu tiền ngân hàng trung ương bơm ra nhiều, nhưng mà tiền ngân hàng trung ương bơm ra chỉ là bơm thông qua các ngân hàng thương mại, các định chế, không bơm trực tiếp vào nền kinh tế. Thì khi tiền ra nhiều nhưng các ngân hàng thương mại họ đang hiện nay họ bị siết chặt lại bởi các cái tiêu chuẩn về Basel 2, Basel 3, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng mặc dù ở các nước Nhật, Mỹ, châu Âu tiền
ngân hàng trung ương đưa xuống đến lãi suất bằng không, nhưng tiền ra tín dụng không lên được. Tiền ra tín dụng không lên được là bởi vì các tiêu chuẩn an toàn nó cao hơn rất nhiều là được. Thứ hai là cơ hội đầu tư nó không lớn. Đấy. Thì như vậy là gì? Và điểm thứ ba nữa ấy, và đấy là ở những nước khác, còn ở Việt Nam thì tôi sẽ nêu thêm một cái điểm khác biệt. Thì như vậy ở Việt Nam trong điều kiện vừa qua thì chúng ta sẽ thấy tiền ra, nhưng mà các cái tiêu chuẩn về an toàn nó bắt đầu cao lên. Thì do đó cái tác động của tiền trung ương đưa ra nhiều và lên lạm phát ấy, là sẽ không cao. Đấy là điểm thứ nhất. Nhưng điểm khác biệt thứ hai đối với Việt Nam ấy là cái chuyện là muốn lạm phát, chúng ta khi nói tiền ra sẽ làm lạm phát cao lên. Đấy là trong trường hợp nền kinh tế sản xuất tại cái gọi là sản lượng tiềm năng. Tức là khi mà nền kinh tế tiềm năng của nền kinh tế, tiềm năng cung của nền kinh tế ấy, bắt đầu nó chạm ngưỡng rồi ấy, thì bắt đầu demand cứ tăng lên thì nó chỉ làm giá tăng thôi chứ không làm cho cái sản lượng tăng lên được nữa. Tức là khi mà nền kinh tế đang sản xuất dưới sản lượng tiềm năng thì tiền ra nó chỉ kích cầu lên mà nó không làm giá tăng. Chúng ta hiểu cái chuyện đấy không ạ? Chúng ta đây. Tức là cái capacity, tức là giá tăng bằng demand vẫn đang còn, thì doanh nghiệp cứ việc bán với giá cũ và vẫn tăng sản lượng lên mà không làm giá lên nền kinh tế. Chỉ đến khi là tôi phải đầu tư mới để đáp ứng cái nhu cầu thị trường thì nó làm giá nó tăng lên. Thì chính vì cái điều đấy, thì là khi nền kinh tế đang làm sản xuất dưới sản lượng tiềm năng thì nền kinh tế thì tiền ra nó mới làm cho cái lạm phát tăng lên. Năm 2020 nền kinh tế Việt Nam tụt xuống dưới mức sản lượng tiềm năng rất cao, bởi vì chúng ta tăng trưởng 2,91%, tiềm năng của chúng ta tăng trưởng đâu đấy từ 6,8 đến 7,2% tùy các cái mô hình dự báo. Ngày xưa tôi làm ngân hàng nhà nước thì tôi vẫn nhớ con số của tôi khoảng là 7,1%. Thì như vậy khi chúng ta nhớ rằng tiền kinh tế Việt Nam đang sản xuất dưới sản lượng tiềm năng thì cái việc tăng tiền ra gây áp lực lên lạm phát là không đáng kể. Đấy là yếu tố thứ nhất rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai, lạm phát từ bên ngoài, thì chúng ta sẽ nhìn thấy các yếu tố nào tác động đến lạm phát Việt Nam là giá dầu, đúng không ạ? Và cái yếu tố quan trọng nữa mang tính chất cơ cấu về lạm phát ở Việt Nam đấy là giá lương thực thực phẩm. Hai cái đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá dầu năm 2021 liệu có thể tăng cao được không? Giá dầu bình quân của năm 2020 đạt khoảng 49 đô la, thì chúng ta dự kiến, tất cả những dự kiến hiện nay đào vào tôi xem từ IMF và tất cả các cơ quan thì giá dầu năm 2021 tăng cao lắm là lên đến 55 đô, trung bình, tức là trung bình của cả năm rồi. Còn họ dự kiến là chỉ xoay quanh khoảng hơn 50 đô thôi. Thì nếu mà như thế thì cái việc tăng giá dầu hầu như không có tác động lên lạm phát trong thời gian tới với cái mức tăng như thế. Đúng không ạ? Đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, chúng ta nhìn vào lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm thì trong những năm 2019 và 2020 chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn với cái dịch gọi là dịch tả lợn châu Phi, làm cho cái nguồn cung của thịt lợn của chúng ta nó bị sụt giảm rất là nghiêm trọng. Nhưng bắt đầu từ tháng 3 2020 thì chúng ta bắt đầu phục hồi lại cả cái đàn, gọi là như Bộ Nông nghiệp họ bảo là phục hồi cả đàn lợn ông, từ cái lợn giống ấy, ông cha thì chúng ta bị ảnh hưởng nhiều đấy. Thì như bây giờ chúng ta đã bắt đầu hồi phục lại được rồi. Và cái thứ hai, điểm quan trọng hơn là Việt Nam đã sản xuất ra được vaccine để chống cái dịch tả lợn châu Phi. Thì như vậy là trong trước mắt nó sẽ không, cái nguồn cung nó sẽ phục hồi rất là nhanh trong thời gian tới. Thì như vậy cái áp lực tăng giá từ lương thực thực phẩm nó sẽ không cao. Chỉ có một cái rủi ro ở đây là nếu mà Covid nó xảy ra nó tiếp tục cao và nhu cầu lương thực thực phẩm trên thế giới nó vẫn cao khi nguồn cung ở đây, thì nó làm cái giá xuất khẩu Việt Nam tăng, nó đẩy cái giá trong nước ra lên thôi. Đấy, thì đấy là một phần thôi. Từ tất cả cái view như thế, tức là từ cái lạm phát headline và tôi phân tích cái lạm phát gọi là to, gọi là lạm phát cơ bản, thì chúng ta sẽ thấy là mức cơ bản cũng sẽ khó mà tăng lên được bởi vì đang nằm dưới sản lượng tiềm năng. Lạm phát headline khó tăng bởi vì giá dầu không tăng nhiều. Thứ hai là cái giá lương thực thực phẩm khó tăng. Điểm thứ ba, chúng ta có một công cụ rất là mạnh trong tay, đó là giá của nhà nước quản lý, là giá điều chỉnh giá giáo dục, y tế vân vân. Thì chúng ta nếu mà có áp lực lạm phát thì nhà nước sẽ không tăng nữa. Còn nếu mà thấy lạm phát thấp thì nhà nước lại tăng. Thì như vậy chúng ta sẽ quay quẩn. Và điểm rất là quan trọng nữa là trong cái lạm phát ấy, trong bối cảnh ngày nay là kỳ vọng lạm phát, tức là lạm phát đẩy lạm phát. Thì khi mà thị trường ở đây, nếu tất cả các nhà đầu tư ở đây kỳ vọng sang năm lạm phát là tăng 4,5%, thì khả năng nó lên 4,5% là cao thật. Bởi vì thị trường mà kỳ vọng như thế thì tự nhiên nó đẩy lạm phát lên thôi chứ không phải. Nhưng nếu chúng ta kỳ vọng nó chỉ khoảng 3,5% thôi thì nó sẽ quay ở đâu với 3,5%.
Và vì sao? Khi chúng ta có kỳ vọng thì chúng ta có action, chúng ta có hành động. Chúng ta kỳ vọng là hóa nó cao thì chúng ta sẽ tăng mua ngay bây giờ để giảm cái rủi ro giá nó sẽ tăng trong tương lai. Và chúng ta tăng mua bây giờ thì tự nhiên chúng ta đẩy cái giá hiện nay nó lên, và đẩy giá lên thì làm cho mọi người khác đấy, tôi nói là lạm phát nó tăng đúng không? Thì nó đang tăng đấy. Thế là chúng ta lại tiếp tục tăng mua và cứ như thế và làm cho lạm phát nó cứ tăng lên. Nhưng chúng ta nói rằng không sao, lạm phát nó chỉ khoảng 3,5% thôi, yên tâm đi, sau cũng được. Thế tự nhiên là giá nó ổn. Đúng không? Như vậy là gì? Cái kỳ vọng rất là quan trọng, và rất may là lạm kỳ vọng về lạm phát của Việt Nam neo rất cứng, neo rất vững trong những thời gian, kể cả trong Covid. Chúng tôi bởi vì cứ hàng tháng thì bên Ngân hàng Nhà nước có gửi cho tôi một cái báo cáo về kỳ vọng lạm phát, họ đó điều tra thì tôi thấy họ vững lắm, gần như là thị trường cũng rất là tin tưởng đó là lạm phát dưới 4%. Thì khi chúng ta có một kỳ vọng thấp thì chúng ta cũng khó mà nghĩ là lạm phát nó sẽ cao. Và hôm nay tôi nói đây là tôi hy vọng cũng sẽ kéo được kỳ vọng xuống thấp một tí nữa và như thế nó sẽ thấp, đúng không ạ? Thì từ đấy thì tất cả đấy thì tôi đánh giá rằng là năm 2021 ấy, lạm phát có một số rủi ro nhất định, nhưng mà cho về tiêu chung lạm phát chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được dưới mức 4%, đâu đấy 3,5% cộng trừ 0,5%. Hay quá, cảm ơn anh Tú Anh. Như vậy là đối với nhà đầu tư chúng ta chỉ quan tâm hai chỉ số là GDP và lạm phát, mà ngay chừng như có vẻ là chúng ta thấy cái môi trường kinh tế vĩ mô khá hiểm trở. Có một yếu tố mà anh Tú Anh có nói đến kỳ vọng, bởi vì thực ra kỳ vọng là nó sẽ quyết định cái hành vi. Vì vậy thì lúc trước thì anh Quang cũng chia sẻ với mọi người cái dự báo về chỉ số VN Index, tăng trưởng của chỉ số VN Index, và năm nay thì mọi người đều kỳ vọng tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 2-3%. Tất nhiên đây là VN Index là nó đại diện của những doanh nghiệp lớn có thể có tốc độ tăng trưởng lớn hơn thế rất nhiều, và có những doanh nghiệp có thể chưa được tăng trưởng, nhưng mà kỳ vọng chung là như vậy. Thì anh xin anh Hoàng, với tư cách là một chuyên gia đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, thì anh có thể chia sẻ một chút về cái kỳ vọng hiện nay của thị trường và những catalyst nào, những cái động lực nào sẽ khiến cho thị trường chứng khoán năm nay là một cái sự lựa chọn khá là an toàn và có tiềm năng. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn chị Hương, cảm ơn anh Tú Anh và các anh chị tham gia hôm nay. Nhìn chung là qua những cái trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy một cái âm hưởng rất là tích cực ở trên toàn cầu. Có thể nói là toàn cầu chúng ta được hưởng lợi một chẳng hạn, thì Việt Nam chúng ta có thể hưởng lợi được hai. Hai ở đây, thứ nhất là cái làn sóng giảm lãi suất của thế giới, khởi đầu là từ Fed của Mỹ. Thì Việt Nam chúng ta là năm vừa rồi cũng giảm 2% lãi suất điều hành. Đấy là một cái hưởng lợi chung. Thứ hai nữa là cái kiềm chế cái dịch bệnh là rất là tốt, và chúng ta đều nhận thấy điều này. Và còn một cái nữa là thứ ba là cái dư địa để chính phủ Việt Nam có thể giải ngân những cái gói đầu tư công qua cái chính sách tài khoá nới lỏng là vẫn còn nhiều hơn so với cả toàn cầu. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Và nếu như mà xét trên khía cạnh là những nhà đầu tư chứng khoán thì tôi còn cảm thấy là chúng ta được hưởng thêm cái xu hướng tích cực nữa, đấy là quá trình xã hội hóa cái việc tài khoản đầu tư chứng khoán. Nói về cái vấn đề này thì có cái mẫu hình của Đài Loan mà phần đầu trên slide của chúng ta đã show ra là trong hơn 10 năm thì là cái tỷ lệ phần trăm số người đầu tư chứng khoán ở Đài Loan đi từ cái một con số đã tăng lên là đến 80-90% số dân. Thế thì nhìn lại ở Việt Nam chúng ta là những người đã có tài khoản chứng khoán theo thống kê của tháng 12 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là khoảng 2,8 triệu tài khoản. Tuy nhiên nếu như mà loại bỏ những cái phần mà trùng một người có thể mở nhiều tài khoản một số công ty chứng khoán thì số lượng chỉ chiếm dưới 1% dân số Việt Nam. Tức là chúng ta đang dưới 1% dân số là đầu tư chứng khoán. Thế thì có một cái câu là dậy sớm để thành công, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là đầu tư sớm thì có thể là sẽ thành công và sẽ đúng trong trường hợp này, khi mà số người đầu tư chứng khoán ở Việt Nam sẽ tăng lên con số là 5% hoặc là 10% trong cái tầm nhìn khoảng 10 năm tới. Thì trong cái bối cảnh đó thì với cái gợi mở của anh Tú Anh về cái việc là lạm phát của Việt Nam chúng ta sẽ có thể ổn định ở mức 3,5%, và cái mặt bằng lãi suất điều hành có thể
có dư địa tiếp tục giảm. Bởi vì là trên thế giới là không nhất thiết là phải có cái mức lãi suất thực dương, mà chúng ta vẫn đang duy trì cái mức lãi suất thực dương rất tốt cho dòng tiền ở ngân hàng tiết kiệm. Thì nếu như mà năm 2021, nếu như mà cái mặt bằng lãi suất đó sẽ tiếp tục cái xu hướng có thể giảm không nhiều như năm vừa rồi, thì nhưng mà cũng sẽ là một cái mức cú hích rất lớn cùng với cả những cái gói giải ngân đầu tư công. Thế thì quay lại là chúng ta, VN Index chúng ta sẽ đầu tư đúng không ạ? Và cái bản chúng ta có một cái dự báo chung là nếu như toàn bộ thị trường sẽ là tăng trưởng lợi nhuận là 23%, thì cái mức kỳ vọng lợi nhuận trung bình của công ty chứng khoán đưa ra khoảng 1.200 đến 1.300 điểm, tương đương với mức tăng trưởng khoảng 15%. Thì như vậy là cái con số tăng trưởng kỳ vọng 15% về chỉ số là đang có phần thận trọng hơn so với cả những cái gì mọi người đang đặt bút để tính toán là 23%. Thế thì như vậy là cái mức 15% chúng ta tăng trưởng cho năm nay của chỉ số theo tôi đánh giá là vẫn là mức an toàn và dưới tiềm năng một chút. Và những cái doanh nghiệp đầu ngành thì có, chúng tôi cũng theo dõi 60 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn niêm yết và đóng góp khoảng 25% GDP của Việt Nam. Thì những cái doanh nghiệp này thậm chí có mức tăng trưởng lợi nhuận còn cao hơn, đấy là có thể đạt đến 36%. Tức là những cái nhóm dẫn đầu, những cái doanh nghiệp mà có cái sức cạnh tranh lớn, ban điều hành có chất lượng cao và luôn đứng về phía lợi ích của cổ đông trong dài hạn, chúng ta có thể nhìn 10 năm, thì những cái doanh nghiệp đó có thể mức tăng trưởng lên đến gấp rưỡi so với cả trung bình của thị trường. Và như vậy thì là nếu như mà những cái kỳ vọng là 15% trong năm nay là tôi đánh giá là hoàn toàn có thể thực hiện được và vẫn có một phần là dưới tiềm năng. Và xu hướng đầu tư vào những cái doanh nghiệp 60 doanh nghiệp hàng đầu thì sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong cái năm 2021 này. Tức là theo anh là ôn in chứng khoán hay là như thế nào? Rõ rõ nhỉ? Vâng, thực ra thì để nói là ôn in hay không thì chúng ta nhìn về cái tổng thể là hiện giờ là dưới 1% dân số thì chúng ta không thể nói là ôn in, tức là toàn thị trường, là toàn nền kinh tế là chưa hề, mọi người mới gọi là mới bước chân vào, và cái xu hướng gọi là VN Direct là một trong những thành phần sẽ thúc đẩy cái xu hướng để xã hội hóa việc đầu tư, thì bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở những cái giai đoạn rất là chớm nào. Cảm ơn anh Hoàng. Tôi cũng update lại một chút với nhà đầu tư, tôi cũng đồng ý cái quan điểm của anh Hoàng. Thực ra đối với thị trường chứng khoán thì cái kỳ vọng luôn luôn nó thúc đẩy các cái hành động. Thì chúng ta đương trong môi trường lãi suất rẻ và cái sự chuyển dịch của dòng tiền tiết kiệm sang đầu tư nó bắt đầu xu thế từ năm 2020. Khi mà bắt đầu khoảng từ tháng 3, tháng 4 thì chúng tôi nhận thấy có một cái xu thế như vậy. Bởi vì số tiền chờ đầu tư hiện nay, ví dụ như tại VN Direct thì khá đại diện cho cái xu thế của các nhà đầu tư cá nhân, thì cái số tiền chờ đầu tư nó tăng lên gấp 3 lần so với cả cách đây khoảng 6 tháng. Để thấy là có lẽ là các nhà đầu tư cũng bắt đầu nhận diện hơn. Chưa kể là hiện nay thì với VN Direct chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là đầu tư chứng khoán nó phải cực kỳ đơn giản. Tức là từ trước đến giờ thì các nhà đầu tư rất là ngại đến với chứng khoán. Thế nhưng mà hôm nay nói đi nói lại thì anh Tú Anh có thể là những chuyên gia và nhìn sâu hơn cho chúng ta cái cách tư duy về cái cách nhìn nhận cách đầu tư chứng khoán. Nhưng đối với môi trường kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng chỉ cần nhìn GDP và lạm phát. Bởi vì GDP nó sẽ quyết định cái tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp, cái năng lực earnings của các doanh nghiệp. Thế còn khi mà nhìn tới thị trường chứng khoán thì chúng ta nhìn thấy kỳ vọng của dòng tiền, cái hành động của các nhà đầu tư, và nó sẽ quyết định giống như là Việt Nam được nhận diện trên bản đồ kinh tế thế giới trong những năm vừa qua. Vì vậy nên chúng ta đón nhận được cái dòng vốn từ nước ngoài vào đầu tư, rồi các sự quan tâm của những cái tập đoàn lớn trên thế giới. Thì tương tự, thị trường chứng khoán bắt đầu được nhận diện nhiều hơn là một kênh tài sản, nó không thuần túy chỉ là giao dịch, và các nhà đầu tư bắt đầu cũng chuyển dịch cái tiền gửi từ tiết kiệm khi mà bị môi trường lãi suất thấp phải đi tìm kiếm những tài sản có tiềm năng tăng trưởng bền vững hơn. Và các công ty, và thực ra chứng khoán, đầu tư chứng khoán nó cũng không phải quá khó như vậy. Tuy nhiên thì thị trường tăng quá nhanh trong suốt một thời gian dài, và rất nhiều nhà đầu tư cũng cảm thấy thị trường rất là nóng và chờ một cái sự điều chỉnh. Thì theo anh thì
với một nhà đầu tư mới hay là những nhà đầu tư đang trong thị trường thì chúng ta có thể có những chiến lược gì cho năm 2021? Dạ vâng, cảm ơn chị Hương. Kính thưa cô bác và các anh chị, em là Bách, em cũng là vừa là khách hàng của VnDirect, cũng là vừa là nhân viên của VnDirect, không hiểu nhân duyên gì mà gắn bó với VnDirect tương đối là lâu. Câu chuyện gần đây, thời gian gần đây thì câu chuyện nhà đầu tư F0, rất nhiều nhà đầu tư ồ ạt mở tại VnDirect, phải nói là em nhìn thấy cái hàng phở đối diện, công ty cũng đông khách trông thấy thời gian gần đây. Thì có một cái gì đấy em hồi tưởng lại cái thời mà em bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán năm sinh viên năm thứ hai, thì em có duyên để mở tài khoản ở VnDirect từ 2007. Mình nhớ lại cái thời đấy có vẻ như là giống giống, và mình đặt mình lại cái thời điểm đấy là nhà đầu tư F0, thì có một cái tâm trạng gì đấy nó bồi hồi và nhớ lại cách đây 14 năm em tham gia thị trường chứng khoán. Thì hồi đấy thì VnDirect như là tất cả công ty chứng khoán trên thị trường thì chưa có được cái hệ thống, cái nền tảng để giúp cho nhà đầu tư có một cái con đường, có một cái tầm nhìn đầu tư theo cái hướng tài sản, có nghĩa là đầu tư về mặt giá trị và lâu dài. Thì cái thời điểm gần đây thì công ty VnDirect, em nói trên cái quan điểm là khách hàng thôi, không phải là nhân viên, thì mình PM, thì may mắn có được cái tháp tài sản và cái con đường BGO. Mọi người đến quầy giao dịch của VnDirect có thể nhìn thấy cái triết lý, một trong những cái chuẩn mà công ty muốn hướng đến để giúp cho nhà đầu tư đi trên cái con đường một cách đầu tư một cách an tâm và bền vững lâu dài. Thì đấy là cái mà bản thân em nhận ra được, là nếu mà mình biết được cái con đường này cũng như cái tháp tài sản để sớm hơn thì chắc là 14 năm thì cũng không phải vật lộn quá lâu. Nhưng mà vẫn còn là may mắn, bởi vì rất nhiều nhà đầu tư F0 cái thời đấy chỉ tồn tại, chỉ trụ được trên thị trường quanh quẩn đâu đó có 2 năm thôi. Và các anh chị nhà đầu tư F0 hiện tại đang tham gia thị trường trong một cái chu kỳ sóng từ cái đợt mà giãn cách xã hội nó tăng rất là nhanh, nó rơi vào khoảng tầm 6 tháng đến 8 tháng thì chưa phải là một cái con số gì đấy mà đủ dài để mọi người có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của thị trường chứng khoán đó. Nên là thực sự là bây giờ theo cái hướng quản lý tài sản, thì theo cái hướng đầu tư tài sản thì mình nhìn nhận thấy là trong vòng 10 năm vừa rồi mọi người có thể nhìn thấy là cái tài sản thực sự nếu mà nắm giữ một cái chu kỳ đủ lâu ạ, các anh chị có thể nhìn thấy là Vietcombank cái hồi đấy mình đấu giá là giá trung bình là 106. Nhưng mà mình quay trở lại là cái thời điểm đấy nếu mà nhìn giá điều chỉnh cũng như là những cái mà doanh nghiệp họ tăng trưởng, họ chia cổ phiếu, thì cái giá cổ phiếu hồi đấy bây giờ nó chỉ quanh quanh đâu đó chưa đến 20.000, và giá hiện tại của cổ phiếu là 100.000. Cái thời 2009 thì Vietcombank có lợi nhuận khoảng hơn 3.000 tỷ. Nhưng mà sau 11 năm thì lợi nhuận của Vietcombank bây giờ đã lên tới 1 tỷ đô, nghĩa là hơn 20.000 tỷ. Nghĩa là cái mức tăng trưởng của lợi nhuận của một cái ngân hàng nó rơi vào khoảng tầm 7 lần, thì cái giá cổ phiếu nó tăng gấp 10 lần, gấp 7 lần là chuyện hết sức bình thường. Một cái ví dụ khác như là FPT, cái thời 2009-2010 các anh chị nhìn thấy giá cổ phiếu nó có lúc điên lên 600.000. Nhưng mà thực ra nếu mà mình nhìn quay trở lại thì cái giá điều chỉnh bây giờ nó chỉ loanh quanh 15-20.000 thôi. Bởi vì lợi nhuận của FPT thời đấy nó chỉ khoảng 1.000 tỷ. Nhưng mà bây giờ lợi nhuận của FPT nó đã gấp 4, gấp 5 lần rồi. Và cái giá cổ phiếu bây giờ của FPT nó là 64-65.000 thì nó cũng gấp 4, gấp 5 lần so với cái thời điểm thời đấy. Có nghĩa là trong cái thời điểm mà điên rồ nhất của thị trường chứng khoán, nếu mà các anh chị chọn được những cái tài sản đúng thì sau một cái chu kỳ thì nó vẫn phải đúng cái sức tăng trưởng của cái tài sản đấy. Và đấy là cái nguyên lý của cái việc là mình chọn tài sản để mình đầu tư. Còn một cái ví dụ điển hình khác nếu các anh chị tham gia đầu tư thì là doanh nghiệp VicoStone. Cái thời mà vốn hóa của nó 2014 nó chỉ có loanh quanh 600-700 tỷ thôi, nhưng như có thời điểm mà vốn hóa nó lên đến 1 tỷ đô. Có nghĩa là chắc là nếu mà đầu tư thì không có cái khoản đầu tư nào nó sinh lời
khủng khiếp như thế, có gấp có khoảng hơn 10 lần. Và đấy nó tương đương với cả cái mức tăng trưởng của doanh nghiệp. Thì quay trở lại là tại sao công ty hiện tại đang có được cái mô hình xây tháp tài sản là một cái hướng đi rất bền vững cho tất cả các nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư thường F0 mới tham gia thị trường thì thường hay bị cuốn theo những cái con sóng trong ngắn hạn, cuốn theo những cái cơ hội của thị trường. Tuy nhiên nếu mà các bạn, các anh chị mà mua con này nhảy sang con kia, mua bán con này nhảy sang con kia, thực chất của chúng ta vẫn đang nắm giữ một cổ phiếu thôi. Nó có hình thái, nó là cái ba chữ cái có thể khác nhau thôi. Nhưng thực ra chúng ta vẫn là đang nắm giữ một cái tài sản. Có thể nó là tài sản, nhưng có thể nó lại là tiêu sản. Vậy thì khi mà chúng em xây cái mô hình tháp tài sản thì chúng em phải định nghĩa rõ thế nào là tài sản. Có nghĩa là cái tháp tài sản ở trong đấy nó phải chứa đựng tất cả những sản phẩm liên quan đến tài sản. Bằng cách bọn em có những cái bộ lọc ngăn dừng để giúp cho nhà đầu tư có thể lựa chọn được cái doanh nghiệp đấy định nghĩa tài sản dựa trên cái ba cái tiêu chí. Thứ nhất là cái tài sản này nó phải có tính sinh lời trong thời gian, theo thời gian. Cái sản phẩm và cái dịch vụ mà đi kèm với cái tài sản đấy là phải tốt. Và cái thứ ba nữa là cái hệ sinh thái, cái con người cũng như là cái đối tác của liên quan cái sản phẩm đấy nó phải tốt. Nghĩa là phải hội tụ ba yếu tố thì nó mới được định nghĩa là một tài sản. Khi bọn em định nghĩa được cái sản phẩm đấy, cái doanh nghiệp đấy, cái cổ phiếu đấy nó là tài sản, thì bọn em mới cho vào cái tháp tài sản này. Và khi định nghĩa xong cái tháp tài sản thì bọn em sẽ tiến hành phân tích cái cơ hội cũng như là cái rủi ro đi kèm. Có nghĩa là khi một nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán thì phải nhận biết ba yếu tố. Thứ nhất là nó có phải là tài sản hay không. Cái thứ hai nữa là nó có cơ hội gì. Và cái thứ ba là cái rủi ro đi kèm với cái tài sản đấy là gì. Thì trong cái cơ hội thì cũng bọn em cũng phân chia ra để giúp cho các anh chị nhận ra được ba yếu tố nó hội tụ nên cái điểm có thể tạo nên cơ hội. Cái thứ nhất đó là cái bức tranh lớn, cái big picture, cái xu hướng của cái tài sản đấy trong tương lai là gì. Đấy là cái tổng quan nhất. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động kinh doanh cũng như cái chuỗi giá trị của cái tài sản, của cái doanh nghiệp đấy nó là gì. Và cái thứ ba là cái định giá. Nghĩa là bọn em sẽ tiến hành làm 3 bước. Thứ nhất là bọn em phân tích triển vọng về dài hạn, ví dụ của cái ngành đấy chẳng hạn, ví dụ ngành bất động sản hay ngành ngân hàng hay ngành tài chính hay ngành dịch vụ, cái triển vọng của nó trong vòng 5 đến 10 năm tới như thế nào. Ví dụ đơn cử như là ngành ngân hàng hay là ngành bất động sản hay ngành dịch vụ thì bọn em có quy chiếu lại cái GDP đầu người, bởi vì GDP đầu người bình quân trên một người nó sẽ thể hiện được là cái tiêu dùng, cái xu hướng tiêu dùng cũng như là cái khả năng mua bán của cái thị trường đấy. Thì bọn em quay test lại chỉ nhìn thấy là cái GDP của Việt Nam hiện tại nó tương đương với cả Trung Quốc cách đây khoảng 14 năm là 2006, rơi vào khoảng 2007-2008 đô trên một đầu người. Thì có thể nhìn thấy là Trung Quốc cái giai đoạn đấy trong vòng 10 năm thì cái GDP nó tăng trưởng rất là nhanh. Và cái GDP hiện tại của Trung Quốc nó là 14.000 tỷ, tương đương với cả 14.000 đô trên một đầu người. Có nghĩa là gần 14.000 đô một đầu người. Nhưng mà trong giai đoạn 2016 thì cái mức tăng trưởng của GDP trên đầu người của họ thì diễn ra rất là nhanh. Và khi mà có những cái phân tích mà họ nhìn thấy được là cái tỷ trọng, đây là con số thực tế ở trong quá khứ, cái tỷ trọng đóng góp vào trong GDP của Trung Quốc thì những cái ngành sau là những cái ngành mà có cái sự đóng góp và tăng trưởng nhanh nhất. Thứ nhất là ngành bất động sản, thứ hai là ngành vật liệu xây dựng, và thứ ba là ngành tài chính và tiêu dùng. Thì dựa trên cái xu hướng lớn đấy thì bọn em nhìn thấy là cái quy mô của các ngành ở Việt Nam trong cái giai đoạn này, khi mà cái GDP bình quân nó tăng lên thì những cái tài sản đấy có xu hướng là vẫn được hưởng lợi ở trên một cái chu kỳ lớn trong vòng 5 đến 10 năm. Thì đấy là cái triển vọng ngành đầu tiên. Cái thứ hai là bọn em sẽ đánh giá từng cái cơ hội một, có nghĩa là từng cái doanh nghiệp ở trong cái ngành đấy. Và thường những cái doanh nghiệp đầu ngành sẽ có cái xu hướng tăng trưởng mạnh hơn rất là nhiều.
và sẽ được trả một cái định giá cao hơn. Và cái định giá là cái cuối cùng để giúp cho bọn em nhận biết được là cái cơ hội của nó còn cái dư địa là bao nhiêu. Và cái tăng trưởng là chính là cái key ở trong thị trường chứng khoán, bởi vì là các anh chị nếu mà định giá, nếu mà không nhìn tăng trưởng thì sẽ thấy rất là đắt. Nhưng mà nếu mà nhìn thấy tăng trưởng, ví dụ như là tăng trưởng 40% một năm thôi, thì chỉ cần 2 năm là cái định giá của anh chị nó sẽ giảm một nửa. Vì nó là lãi kép 1,42, thì chỉ khoảng 2 năm là cái tăng trưởng, cái lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp này nó sẽ tăng gấp đôi, và cái định giá P/E trên E nó sẽ giảm một nửa. Vậy thì các anh chị có thể nhìn thấy là trên thế giới họ cũng định giá như vậy thôi ạ. Amazon, cái định giá của cái hiện tại bây giờ các anh chị biết là bao nhiêu không ạ? Nó là 90 ạ. Cái P/E trên E của Amazon đang là 90. Cách đây khoảng 2-3 năm nó còn thậm chí là 200 nữa. Nhưng mà cái mức tăng trưởng bình quân hàng quý của Amazon nó rơi vào gần 40% một năm. Có nghĩa chỉ trong vòng 2 năm là cái định giá này nó sẽ quay về một nửa. Nó sẽ chỉ còn 45 nữa. Thì đấy là cái vẻ đẹp của cái việc mình đầu tư tài sản và có cái giá trị tăng trưởng sinh lời trong tương lai. Vì cái lãi kép nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp nó tăng trưởng rất là nhanh. Thì có 3 yếu tố mình nhìn nhận cơ hội. Thứ nhất là cái chuyển động lớn, cái bức tranh lớn của cái ngành. Cái thứ hai là mình phân tích được cái chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Và cái thứ ba nữa là cái định giá của doanh nghiệp để mình xem là cái cơ hội tiềm năng trong tương lai nó như thế nào. Và cái cuối cùng mà bọn em phân tích chính là cái rủi ro. Mình nhìn cũng phải nhận biết cái rủi ro của cái tài sản mà mình đầu tư vào. Thì cái tài sản ở đây thì nó có 3 cái rủi ro chính, nó cũng có 3 cái. Cái thứ nhất là cái rủi ro về bên ngoài, liên quan đến yếu tố vĩ mô, liên quan đến lãi suất, liên quan đến cái chính sách điều hành, liên quan đến những cái mà có thể thay thế được cái ngành đấy. Cái thứ hai đấy là rủi ro nội tại của doanh nghiệp. Và cái thứ ba đấy là cái rủi ro vị thế của mình tham gia đối với cả cái việc đầu tư đấy. Thì cái rủi ro vị thế thì bọn em có một cái chiến lược riêng cho từng cái tài sản đầu tư, cho từng cái tháp tài sản, để làm sao để giúp cho nhà đầu tư có thể quản trị cái rủi ro đấy một cách tốt nhất. Và cách là bọn em đối chiếu giữa cái lợi nhuận kỳ vọng và cái mà hiệu suất thực tế trên thị trường. Có những cái kỳ review để bọn em xem được là cái khả năng sinh lời cũng như là so với kỳ vọng cũng như là thực tế nó chênh lệch như thế nào, bọn em điều chỉnh cái vị thế đó. Và cái vị thế thì nó liên quan nhiều đến cái chi phí vốn của mình, nên là cái việc phân bổ như cái quản trị rủi ro nó rất là cần thiết. Và cái vị thế, cái chi phí vốn của mình chính là cái giá vốn của mình, để mình có cái khả năng mình quản trị tốt. Thì tương chung lại bọn em xây cái tháp tài sản dựa trên cái 3 yếu tố như vậy: phân tích về tài sản, phân tích về cơ hội và rủi ro. Thì hiện tại thì ở trên cái tầng tháp tài sản nó cũng được chia theo cái cơ hội như vậy, cái chi phí cơ hội như vậy, cái rủi ro dựa trên cái rủi ro như vậy. Thì cụ thể cái tân tháp tài sản như thế nào thì chắc là em xin phép chia sẻ sau, dành thời gian cho các câu hỏi khác. Vâng, xin cảm ơn bác, mọi người có hiểu không? Tại vì chị ngồi đây chị nghĩ đầu tư nó vốn dĩ đơn giản lắm. Và với VN Direct thì bác cũng đã nói rồi, tức là với thị trường chứng khoán từ trước đến giờ thì nói chung là chúng ta có những người nhanh nhạy đi trước thị trường, đấy là những người rất là nhạy với kinh doanh. Và dòng tiền nó chuyển dịch rất là nhạy giữa kênh vàng, chứng khoán, bất động sản, bây giờ còn có thêm Bitcoin nữa. Nhưng một điều rất lạ là tất cả các tài sản đấy đều lên. Và cái lý do gì mà tự nhiên tất cả các tài sản đều lên? Bởi vì có lẽ nó được giải thích bởi cái dòng tiền từ lãi suất rẻ đưa đi tìm kiếm tài sản. Thế và cũng có rất nhiều câu hỏi hỏi rằng là vậy thì nhiều đương có dòng tiền lớn như vậy và đương đi tìm kiếm một số ít tài sản như vậy thì có rủi ro không? Thì đấy cũng là một câu hỏi. Thì không biết là trước khi đi vào các câu hỏi và chúng ta chọn những cái ngành nào, thì tôi cũng xin tóm tắt lại một chút những cái chia sẻ của bác. Bởi vì là làm thế nào để chúng ta là một người bận rộn, chúng ta là một người cũng không có nhiều thời gian với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên,
Nếu như coi tài chính, kể cả những người có nhạy bén về kinh doanh mà coi tài chính, coi chứng khoán là một tài sản, thì hành xử của chúng ta đối với thị trường như thế nào trong các cái điều kiện khác nhau, trong các cái chu kỳ kinh tế khác nhau, làm thế nào để chúng ta có thể bám được thị trường chứng khoán trong một chu kỳ tăng trưởng chung và dài hạn nhiều hơn, không phải chỉ là để giao dịch trong một thời gian ngắn, hoặc là cái giao dịch đấy mình đúng thì có thể cho mình một khoản tiền và rút ra để sợ rằng là mất, hoặc là có người thì giao dịch một thời gian và mất tiền và nhụt chí và không bao giờ dám đến với thị trường chứng khoán nữa. Thì tại VN Direct chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ với mọi người một cái cách tiếp cận mà làm sao để chúng ta có một cái la bàn tư duy. Và chúng tôi với vai trò của định chế tài chính trung gian thì sẽ là một cái người đồng hành như là một cái bàn tay để giúp cho khách hàng đi một cách vững vàng trên cái con đường đó. Và cái đích đến mà khi chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng tôi có một cái buổi chia sẻ đào tạo khá là đầy đủ hàng tuần thứ bảy thì nhà đầu tư có thể tham gia. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng chỉ tóm tắt lại một chút để cho những người, những ai chưa biết, và mình đặt lại cái cách tư duy, cái cách tiếp cận với chứng khoán để lựa chọn những cái chiến lược đầu tư phù hợp với chu kỳ kinh tế hiện nay, hoặc là phù hợp cả chung và dài hạn. Chúng ta có thể có những cái tư duy khác nhau. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là hiện nay cái kênh đầu tư tài chính nó có thể trở thành tài sản nếu như mọi người biết tiếp cận đúng với nó, hoặc là nó sẽ thành tiêu sản nếu chúng ta không hiểu biết và chúng ta sẽ phải bet vào luck của những cơ hội. Và những người nhạy bén kinh doanh thì đôi khi họ sẽ có một cái lợi thế thiên tài mà chúng ta không nói, vì có những người, người ta không cần biết cái gì cả, người ta vẫn có thể tiếp cận được và nhạy bén được với thì cái đấy là những người mà phải bám thị trường, phải thực sự có được cái instinct, tức là cái trực giác trong thị trường nhờ cái việc bám, và người ta không định nghĩa được bằng tri thức thôi. Và đối với chúng ta là những người bình thường, không phải là những người quá xuất chúng về kinh doanh, thì chúng ta hành xử như thế nào? Thì thực ra nó rất là đơn giản, không nhất thiết là mình phải cần biết kiến thức về tài chính, mình phải cần biết các cái vấn đề về vĩ mô, vì đã có anh Tú Anh, đã có Hoàng, đã có các bạn chuyên gia ngồi đây. Quan trọng nhất là chúng ta chỉ biết là chúng ta dùng cái la bàn đấy để soi như thế nào, và nếu cần soi thì chúng ta sẽ phải hỏi ai để chúng ta có cách đi. Và cái cách đi đấy cũng giống như là trước kia không có nhà hàng thì chúng ta phải tự nấu ăn, muốn ăn ngon thì phải biết nấu ngon, nhưng bây giờ thì chúng ta đã biết đến cái nhà hàng nào đúng khẩu vị của mình, và khi trong menu đấy thì mình sẽ gọi những món nào để phù hợp với khả năng tiêu hóa và khả năng chuyển hóa của mình, để mình cảm thấy mình được thưởng thụ một cái bữa ăn ngon. Thì tương tự như vậy trong thị trường chứng khoán, thực ra cách đây 2006 thị trường đã ở mức 1180, và suốt từ thời gian đó nó đã xuống mức 200 và bây giờ nó lại lên lại. Tuy nhiên 1250 như dự báo của các chuyên gia hiện nay, nó là trên một cái nền tảng của vài nghìn doanh nghiệp. 2006 chúng ta có ít doanh nghiệp hơn, và như anh Bách có nói thì kể cả 2006 mình có điên rồ, mình có dở hơi, mình mua FPT ở mức 600, mình mua Techcombank ở mức hồi đó là Vietcombank ở mức 100, và chúng ta tưởng chúng ta rất điên, và rất nhiều người đã bị mất rất nhiều tiền. Thì nếu như chúng ta giữ lại bây giờ thì chúng ta vẫn có thể tăng trưởng khoảng 5 đến 10 lần. Còn nếu như chúng ta liên tục đầu tư để có thể trung bình giá lúc mà nó rơi từ 1200 xuống 200 thì chắc chắn bây giờ cái tốc độ, cái khả năng sinh lời của nó là vài chục lần. Và có lẽ mọi người thường bỏ qua bởi vì chúng ta hiểu về tài sản vật lý, đấy là bất động sản, và chúng ta cảm thấy chúng ta giữ được cái tài sản là chúng ta rất là vui. Tuy nhiên như anh Bách có nói là một cơ hội sinh lời nó phải có cơ hội tăng giá trong tương lai và cơ hội sinh lời đều đặn. Nó phải có một thị trường bền vững, có thanh khoản, và chúng ta phải hiểu được. Thì thường chúng ta mới chỉ hiểu bất động sản thôi vì chúng ta sờ được, nắm được, nhưng chưa chắc mọi người đã hiểu được bất động sản. Vì bản chất bất động sản nó cũng là một tài sản có tính đặc thù. Và mọi người ở trong bất động sản thì thường chờ nhiều hơn vào tăng giá mà ít để ý đến cái khả năng sinh lời của cái tài sản đó. Và nếu chúng ta quan tâm đến khả năng sinh lời của tài sản đó, và nếu chúng ta hiểu được là nó là lãi suất kép, nó là mũ nhân, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị để chúng ta tiếp xúc với cả chứng khoán như một tài sản hơn là một cơ hội kinh doanh ngắn hạn hay là một cơ hội giao dịch. Thì đó là cái mà chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ để chúng ta có thêm một cái nhìn nhận nữa về cái cách mà chúng ta tiếp cận với thị trường chứng khoán dưới góc độ tài sản.
Bởi vì trước kia chúng ta coi vàng, đô la, sổ tiết kiệm, bất động sản là tài sản, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể coi cái tài chính này là tài sản tùy theo cái ba điều kiện mọi người phải biết. Thứ nhất, mình phải hiểu nó. Nếu mình không hiểu thì nó thành tiêu sản lúc nào không biết. Thứ hai là hãy quan tâm hơn đến khả năng sinh lời của cái tài sản đó ở mặt chung và dài hạn để mình hưởng được lãi suất kép. Ví dụ như Einstein có một câu là kỳ quan thứ 8 của thế giới là lãi suất kép. Nếu ai hiểu được thì sẽ đón nhận được nó, và nếu ai không hiểu được thì sẽ mất cơ hội. Và dường như có thể những nhà đầu tư F0 2006 quên đi mất cái lãi suất kép, và vì vậy nên chúng ta miss mất cái cơ hội. Nếu như mà mọi người còn tiếp tục đầu tư, có cho mình một sức mua vô hạn và thị trường liên tục đều đặn, thì có lẽ bây giờ mọi người còn hưởng cái mức đây là chúng tôi chỉ thấy cái mức mua ở đỉnh cao 1180 và đến bây giờ là 1200 quay lại, thì kể cả sự điên rồ của thời điểm đấy thì vẫn là những người brilliant của thời điểm này. Và rất nhiều nhà đầu tư chúng tôi hay nói chuyện là, thì đấy là cái mà chúng tôi chia sẻ. Thì tại VinDirect chúng tôi cũng thiết lập một cái con đường để giúp cho nhà đầu tư kiến tạo được cái năng lực tư duy để giúp mình hành động đúng, lựa chọn đúng, bởi vì cái này rất là quan trọng. Để đầu tư được nó không phải chỉ có tiền mà nó cần thêm một số những cái la bàn tư duy. Và vì vậy hiện tại VinDirect chúng tôi có một cái những cái buổi vào thứ bảy hàng tuần nói về đi gâu và thắt tài sản, thì các nhà đầu tư có thể đến để lắng nghe, để hiểu hơn, để giúp cho mình có một cái la bàn tư duy tiếp cận đúng với đầu tư chứng khoán. Thế còn về thắt tài sản thì chúng tôi cũng chia ra làm ba dòng tài sản, ba cái chiến lược đầu tư quan trọng. Chiến lược thứ nhất là làm thế nào để mình có thể an tâm tài chính trọn đời. Và ai cũng vậy, mình phải biết yêu mình. Mình phải làm sao để mình yêu mình ở tuổi 60, đừng để ở tuổi 60 mình phải phụ thuộc vào con cái. Cái tình yêu lớn nhất dành cho con là mình phải hạnh phúc, mình phải bình an. Và mình phải bình an kể cả lúc mà con mới vào đời, con không có điều kiện. Thì đấy là những cái mà mình phải thiết lập cái chiến lược tài sản. Thì chúng tôi đưa ra là cái dòng tài sản D-Life để làm sao mình có an tâm tài chính tạm đời. Đấy là mình có những quỹ dự phòng thanh toán như tiền gửi tiết kiệm, hay hiện nay ở trên thị trường nó sẽ có những cái công cụ giấy tờ có giá khác thay thế cái sản phẩm tiết kiệm và có thể cho mình những tính linh hoạt và lãi suất tốt hơn. Rồi bảo hiểm, chúng ta mua như thế nào cho nó vừa đủ để bảo hiểm được rủi ro. Ngoài ra nữa, mình cũng cần phải có những cái chiến lược tích sản cả đời để làm sao mỗi một tháng mình bỏ được cái thu nhập của mình vào một cái danh mục mà nó tăng trưởng được suốt trong cả chặng đời của mình, để mình có được một cái tài sản đủ lớn khi lúc mình về hưu, để mình thực sự có cái có cơ hội để sống một cái cuộc sống trải nghiệm mới. Cái cuộc sống đi làm của chúng ta sẽ cho chúng ta những trải nghiệm khác, và về hưu chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác, miễn là lúc đấy mọi người có tự do tài chính. Thế đến tháp thứ hai là cái tháp dành cho những người có thu nhập tốt hơn và có tiết kiệm, từ tiết kiệm sau khi phải chi. Cái tháp thứ nhất chúng tôi gọi là tháp phải chi, có nghĩa là chúng ta phải trích từ thu nhập hàng tháng để chúng ta mua bảo hiểm. Chúng ta phải trích thu nhập hàng tháng để chúng ta tích sản cho mình, để giống như mình chi cho cái con người, cái nhu cầu của mình trong tương lai. Hiện nay mình mới chỉ chi cho nhu cầu của mình ở hiện tại và mình chưa dành cho mình một cái khoản chi cho nhu cầu của tương lai. Thế còn cái DCIP là cái chiến lược đầu tư thụ động, tức là tích sản thụ động định kỳ. Giống như nếu mọi người không hiểu gì về môi trường kinh tế vĩ mô, không hiểu là cái cổ phiếu dòng tiền giá các biến động giá mà cũng không có thời gian để nhìn bảng giá, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái chiến lược rất đơn giản là lựa chọn, và các cái chuyên gia, các công ty chứng khoán sẽ lựa chọn cho chúng ta những cái cổ phiếu mà sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng lớn trong dài hạn và có khả năng sinh lời bền vững trong một cái chu kỳ chúng ta tích sản. Thì chúng ta có thể hoàn toàn tích sản theo một cái cách tiết kiệm định kỳ đều đặn để chúng ta kiến tạo được thu nhập ổn định, hoặc tích sản cho cái mục tiêu như du học cho con, hay là mua nhà, hay là đổi việc, và chúng ta có một cái khoảng thời gian đủ dài. Và thường cái chiến lược này là chiến lược nó cũng phải có đủ dài, bởi vì nó bị tài sản nó chỉ biểu hiện trong một cái khoảng thời gian đủ dài. Cũng giống như chúng ta muốn mua một cái bất động sản thì chúng ta đầu tư một bất động sản, chúng ta cũng cần thời gian để cho cái cây lá nó mọc mầm, nó ra hoa ra trái. Thì cái chiến lược thụ động này nó cũng cần phải có một chiến lược của một thời gian đủ dài. Và tiếp nữa là chiến lược chủ động, thì đấy là những người có kiến thức, có kinh nghiệm, có thời gian bám thị trường để chúng ta
đón bắt được cái cơ hội của dòng tiền, cái momentum của thị trường năm 2021 để chúng ta có thể bắt được cả lúc thị trường lên và thị trường xuống. Hiện nay thị trường rất là hay, là cho phép chúng ta cơ hội lúc kể cả thị trường lên và lúc thị trường xuống, chúng ta cũng có những cái sản phẩm để giúp cho mọi người khai thác được những cái cơ hội biến động giá ngắn hạn. Thì đấy là cái mà cách chúng tôi muốn chia sẻ để giúp cho nhà đầu tư có thể phân lớp tài sản của mình. Và tại VNDirect thì mỗi tài sản này phải được quản lý một cách khác nhau, vì mỗi một chiến lược nó chỉ đúng nếu như chúng ta giải ngân đúng cách và quản lý tài sản sau đầu tư đi đúng cách, chứ không phải là chúng ta quyết định là đầu tư tích sản chí hưu trí nhưng mà ngày mai chẳng may thị trường xuống thấy mình mua xong lại thấy sốt ruột, lại không phải là mình mua cái này cái kia. Vì vậy nên khi đã phân lớp tài sản như thế này thì chúng ta cần có cái cách tiếp cận đúng. Thì con đường đi câu tại VNDirect của chúng tôi thì quan trọng nhất chúng tôi muốn nhà đầu tư phát triển được năng lực đầu tư, và cái buổi đi insight này không ngoài cái mục đích đó, làm sao để chúng ta tự nhìn thấy được những cái chỉ số để dần dần chúng ta có được cái la bàn tư duy đúng, cái định hướng đúng. Tiếp đến thì chúng ta cũng phải chọn các danh mục an toàn bền vững như thế nào, thì chúng tôi có những cái bộ phận phân tích, có những chuyên gia quản lý tài sản có thể tư vấn cho mọi người. Và cuối cùng nữa là chúng ta chỉ có thể quản lý tài sản hiệu quả nếu mọi người hiểu cái chiến lược đó, đối xử với cái tài sản đó đúng những cái mục tiêu ban đầu và giữ kỷ luật với nó thì mình mới có thể thái quả được. Vì mỗi một cây, mỗi một loại tài sản nó cần một điều kiện đầu tư khác nhau, điều kiện về thời gian, điều kiện về giải ngân khác nhau để nó đạt được cái chiến lược đó cho nó đúng. Thì ở đây thì chúng tôi cũng có những cái 5 bước của quản lý tài chính. Đầu tiên là cái con đường đi câu và cái đích đến của tự do tài chính, để mọi người biết phân bổ cái tài chính của mình, đừng có ham kiếm tiền quá thị trường chứng khoán. Bởi vì chúng ta muốn làm thế nào để chúng ta kiếm tiền trong 20 năm nữa, chứ không phải chỉ kiếm tiền trong năm nay. Và tất nhiên nếu những người nhanh nhạy thì chúng ta sẽ kiếm nhiều hơn trong năm nay, nhưng Covid còn đó, còn rất nhiều ẩn số của thị trường, chúng ta cần phải có những cái hành xử để đảm bảo nếu rủi ro nó có xảy ra nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe tài chính và cái tự do tài chính của mình. Thế rồi các phương tiện đầu tư mọi người cần có là gì, thì chúng ta chắc chắn là cần những cái gói, những cái người đồng hành tư vấn để đồng hành cùng với bọn chúng ta. Rồi cái nền tảng quản lý tài sản để chúng ta chia năng được tài sản và quản lý được nó, và cái kết thúc là cái cổng tri thức đầu tư. Thì tháp tài sản ở đây chúng tôi cũng chia ra làm 3 tháp, và đầu tiên quan trọng nữa là cái sức khỏe tài chính, là chúng ta phải lưu ý tới 3 cái dòng tài sản để chúng ta đảm bảo được cho mình đã. Thường người Việt Nam hay thương con, hay thương chồng, hay thương tất cả mọi người mà hay quên thương mình. Vì vậy cái sức khỏe tài chính là cái điều rất là quan trọng. Rồi tiếp đến đấy là sức khỏe đầu tư để mình thực hiện được những ước mơ, những cái mong muốn của mình trong cuộc đời. Thì cái sức khỏe đầu tư đấy chúng ta cần cái trí tuệ đầu tư, chúng ta cần các tri kỷ đồng hành là những người môi giới, là những nhà quản lý tài sản, hay là những người bạn, hay là những cái buổi chia sẻ như thế này. Và cái nếp sống kỷ luật, khi chúng ta đã xác định mục tiêu đúng thì chúng ta phải ứng xử với tài sản đó theo đúng cái chiến lược chúng ta đã chọn. Thì ở đây chúng tôi cũng có mở tài khoản theo Migo là để giúp mọi người định hướng lại con đường. Thế ở đây có thể có rất nhiều các khách hàng đã mở tài khoản tại VNDirect trong thời gian vừa qua, và chúng tôi cũng mong muốn là các nhà đầu tư có thể trao đổi với các bạn môi giới hay các chuyên gia quản lý tài sản, hay là trao đổi với trung tâm dịch vụ khách hàng để mình hoạch định lại cái tài khoản của mình theo cái Migo, tức là chia lớp tài sản của mình, để chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ nhà đầu tư tiếp cận đúng với các chiến lược đầu tư trong cái cách mà mình phân bổ tài sản. Thì cái này thì cần các nhà đầu tư phải liên lạc lại với chuyên gia quản lý tài sản để mà phân bổ lại cái tài sản. Thứ hai nữa là mọi người cũng có thể trải nghiệm cái cách onboarding của VNDirect và re-onboarding lại. Chúng tôi cũng giúp mọi người khám sức khỏe. Ở đây có nghĩa sức khỏe có nghĩa là sức khỏe liên quan đến vị thế tài chính, và quan trọng hơn nữa là sức khỏe đầu tư. Bởi vì có thể có cả những bạn có 10 năm có kinh nghiệm giao dịch nhưng mà cũng chưa withdraw được, chưa làm cho mình ra thấy được có thêm nhiều cơ hội khác nữa. Bởi vì thị trường chứng khoán có cực kỳ nhiều cơ hội và luôn luôn có cơ hội ở mọi thời điểm, kể cả thời điểm thị trường cao chúng ta nhìn thấy là cơ hội, nhưng thị trường thấp chúng ta cũng rất có nhiều cơ hội. Vì vậy làm thế nào để mình hiểu được, rồi mình lập được cái tháp tài sản và kế hoạch tài chính toàn đời, và quan trọng hơn nữa là cái IVND là bao nhiêu cao để quản lý tài sản,
Thì cái này là cần phải các nhà đầu tư tự sắp xếp tài sản của mình trên IVND để từ đó chúng ta quản lý riêng cho từng dòng tài sản, vì mỗi dòng tài sản cần một cách quản lý riêng. Và cuối cùng thì mọi người có thể trải nghiệm theo. Thì ở đây chúng tôi chia cái tháp tài sản này nó giống như là một cái cây. Nó cái giữa nó là cái thân và trên nó là cái hoa trái. Thì ở đây chúng tôi có các cái dòng sản phẩm để chúng ta có thể chia sẻ. Ví dụ như là đối với tháp tài sản phía dưới thì chúng ta có sản phẩm là bảo hiểm, cash và tích sản hưu trí. Đối với cái tháp giữa là chiến lược VSIP, là chiến lược tích sản định kỳ, thì chúng tôi có 3 lựa chọn. Lựa chọn là muốn chọn một cổ phiếu duy nhất. Nếu bạn hiểu chấm giờ các bạn làm một doanh nghiệp nào đó, giống như Quang, anh rất là tin VND, anh có thể chọn cổ phiếu VND, anh hiểu để anh ấy tăng trưởng theo cái tích sản và tăng trưởng theo cái doanh nghiệp. Đấy là single stock saving. Chiến lược thứ hai là chiến lược tăng trưởng theo thị trường chứng khoán. Thì chúng ta có thể chọn VNDAX ETF. VNDAX thì là VNDirect. Hiện tại VNDirect thì chúng tôi thấy cái sản phẩm ETF hiện nay của Việt Nam, và đặc biệt kể cả trên Việt Nam, khi mà thị trường nhỏ thì nó có rất nhiều cổ phiếu đáp ứng được chỉ tiêu vào rổ ETF, nhưng về mặt giá trị cơ bản và về tiềm năng dài hạn có những rủi ro. Vì vậy chúng tôi thiết kế ra một cái chứng chỉ quỹ mở được gọi là Top Việt Nam Asset, tức là những cái công ty, một trong 60 công ty hàng đầu của Việt Nam mà có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong một cái bối cảnh kinh tế chung và dài hạn, để chúng tôi tạo ra một cái danh mục. Và đây là chứng chỉ quỹ mở. Thì nếu mọi người muốn tăng trưởng theo nền kinh tế, chứng chỉ quỹ mở viên đáp là tăng trưởng theo nền kinh tế, còn chứng chỉ quỹ mở thì tăng trưởng theo thị trường chứng khoán. Cái này tôi xin chữa lại. Với viên đáp là chúng ta không cần biết đến thị trường chứng khoán, mà chúng ta bet vào nền tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và những doanh nghiệp hàng đầu của thị trường Việt Nam. Thế hoặc lần nữa là chúng ta có thể xây dựng những cái danh mục riêng theo mục tiêu và thiết kế riêng, tức là mỗi người có thể tự lựa chọn cho mình một danh mục riêng theo mức độ là đầu tư giá trị để làm sao bảo toàn vốn và vẫn có một mức lợi nhuận hơn ngân hàng, hay là đầu tư tăng trưởng là không quan trọng đến lợi nhuận ngắn hạn nhưng quan trọng đến cái capital gain, hay là những cái mix giữa các chiến lược phụ thuộc vào các khẩu vị rủi ro. Thì đấy là cái cây ở giữa là chiến lược VSIP, còn chiến lược phía trên là chiến lược chủ động, và chúng ta khai thác được thị trường cả lên lẫn xuống, phái sinh cho phép chúng ta kinh doanh được cả lúc điều kiện thị trường xuống, hoặc là công cụ để phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ bản, rồi là cổ phiếu, rồi là cover warrant, hay là chúng ta có thể vẫn tiếp tục đầu tư danh mục. Ở đây còn thiếu cover warrant là đối với nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào một cái xu thế tăng trưởng trong 2021, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường quyền mua để đảm bảo chúng ta mua cái quyền đó, và cái rủi ro nó cũng chỉ nằm ở cái chi phí quyền mua đó mà không bị rủi ro một cái vốn lớn và mức độ gearing nó cao hơn. Thì nếu nhà đầu tư quan tâm thì chúng ta sẽ có những cái khóa riêng dành cho những cái chiến lược đầu tư như thế này, nhưng ở đây tôi chỉ chia sẻ lại với nhà đầu tư những cái khái niệm và cái chiến lược và cái cách chúng ta có thể tiếp cận với thị trường. Tiếp theo nữa là chiến lược tích sản bảo toàn. Thì đây là chiến lược mà tôi vừa nói, đấy là D-Life. Chiến lược tích sản bảo toàn, và chúng ta phải bảo toàn được sức khỏe tài chính của mình. Thế rồi tích sản hưu trí, quỹ dự phòng thì chúng tôi có trái phiếu doanh nghiệp, có hỗ trợ lãi suất tương tự như sản phẩm tiết kiệm. Chúng tôi có chứng chỉ quỹ trái phiếu, là những cái CD, những chứng tờ có giá của ngân hàng. Hiện nay chúng tôi cũng làm để có cái mức lãi suất cao hơn, và cái giao dịch nó khá là linh hoạt. Nhà đầu tư có thể giao dịch nó như là cổ phiếu mà không cần phải giao dịch hình sổ nhiều. Thì đây là chiến lược tích sản bảo toàn. Chiến lược thứ hai là tích sản thụ động theo mục tiêu. Thì như tôi vừa nói là những cái chiến lược chúng ta có thể tăng trưởng theo một doanh nghiệp, tăng trưởng theo thị trường, hoặc là các doanh nghiệp, danh mục mình tự thiết kế cái khẩu vị rủi ro và thiết kế riêng. Và tiến lược tiếp vào khả năng sinh lời của kênh tài sản đầu tư, thì ở đây mọi người cũng thấy là chúng tôi tạm làm cái SIP. Ở đây cái SIP nó là một khái niệm đầu tư mới, thì chúng tôi cũng tạm làm cho mọi người để thấy là nếu như chúng ta chọn cổ phiếu Hòa Phát, đây là cái số liệu hơi cũ, bây giờ thì chắc chắn là nó cao hơn rất nhiều. Xin lỗi nhà đầu tư là hôm qua chắc anh Quang quên chưa cập nhật. Cái này là số liệu lấy từ tháng 9 trước khi thị trường được điều chỉnh như thế này. Thì mọi người thấy là 10 năm liền mỗi năm tăng 20,5%, và nó là compounding nhé. Nó là compounding.
thì cái mức lợi tức nó cực kỳ lớn. Kể cả như Thế Giới Di Động đang là 41,7, ở đây không lấy Vietcombank, tại vì chúng tôi ở đây lấy P&G là một cổ phiếu của ngành tiêu dùng cơ bản, ngành tiêu dùng. Và P&G là trong 10 năm vừa qua là có rất nhiều những cái biến động rủi ro liên quan đến cái vụ ngân hàng Đông Á. Nhưng nếu như chúng ta cứ đều đặt tích lũy theo chiến lược DCIP, tức là tích lũy đều đặt hàng tháng, không quan tâm, thì chúng ta vẫn đạt được 17,1%. Đây là cái cổ phiếu mà chúng tôi nói không phải là quá tiêu biểu được quan tâm ở thời điểm đó. Còn Vietcombank thì cũng thế. Còn ví dụ như cổ phiếu mid cap như là Gemadec hay Ri là những cổ phiếu đầu tiên của thị trường chứng khoán. Và Gemadec cũng là một cổ phiếu mà không phải là cổ phiếu được ưa thích lắm trong thời gian vừa qua, vì cổ phiếu này nó nặng về tài sản và cũng có những cái hoạt động nó chưa đáp ứng được, chưa đón được cái xu thế, thì vẫn được 12,8%, tức là vẫn tốt hơn rất nhiều so với chúng ta gửi tiết kiệm. Và đây là lãi suất compound. Thế rồi Ri là 19,8%, nhưng bây giờ thì chắc chắn là tỷ lệ này nó cao hơn. Hay kể cả với VNDAF, đây là cái số liệu hồi đó chúng tôi lấy khá sâu. Thì nếu mà bây giờ tích lại thì VNDAF như là đầu tư SIP trong một năm vừa qua thì cái lợi tức nó cũng rất là cao, đúng không ạ? Hoàng là giám đốc quản lý quỹ VNDAF, tức là những người mà lựa chọn cổ phiếu. Thế thì đấy là cái chiến lược đầu tư tích sản thụ động. Thế còn chiến lược đầu tư chủ động thì tất nhiên chúng ta cần kiến thức và bám thị trường. Vì vậy tôi cũng khuyên các nhà đầu tư mới, nếu như chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta nên trải nghiệm những cái chiến lược có tính để chúng ta có cái sự hiểu biết hơn. Hoặc nếu chúng ta muốn tham gia cái chiến lược đầu tư chủ động thì chúng ta nên đăng ký một vài khóa học về đầu tư cổ phiếu hay là giao dịch cổ phiếu, và chúng ta nên lựa chọn một chuyên gia đồng hành là chuyên gia quản lý tài sản hay là chuyên gia môi giới để mọi người có thể tiếp sức và và nhà đầu tư có thể tham vấn được để giúp cho chúng ta bám thị trường và hiểu về rủi ro tốt hơn. Thì đây là những cái tài sản chúng ta có thể làm được. Và ở đây là một cái chiến lược rất là đơn giản theo chiến lược bảo toàn vốn. Thì chúng tôi cũng đưa ra cái danh mục bảo toàn vốn để những nhà đầu tư mới có thể tham gia vào thị trường chứng khoán. Thế rồi là chúng tôi cũng có gói dịch vụ tư vấn đồng hành như là Financial Health Coach để giúp cho nhà đầu tư thiết lập lại được cái con đường đi gâu và thắt tài sản, giúp cho mình hoạch định được con đường đầu tư của mình. Chúng tôi có cái gói dịch vụ tư vấn quản lý tài sản mà anh Bách cũng vừa chia sẻ. Chúng tôi có gói dịch vụ tư vấn đầu tư và giao dịch chứng khoán đối với những người có khẩu vị rủi ro cao, có sự nhạy bén về kinh doanh và thích tham gia vào thị trường giao dịch các cơ hội ngắn hạn. Thế còn chúng tôi cũng có những cái danh mục nhận ủy thác quản lý danh mục đầu tư theo thiết kế riêng hoặc là theo những danh mục mẫu theo chuyên gia. Thì đây là những cái gói dịch vụ tại VNDAX. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có cái khóa đào tạo. Thì đối với nhà đầu tư mới, tôi rất là recommend mọi người nên đi cái khóa đi gâu và thắt tài sản. Kể cả những nhà đầu tư đã đầu tư 10 năm, kể cả tôi khi mà cùng các bạn làm ra được cái cách truyền thông để giúp mọi người có la bàn tư duy về đầu tư, chính tôi cũng học ra được rất nhiều. Và bản thân tôi cũng đưa cái này áp dụng vào trong chính cái cách mình tổ chức tài sản và quản lý tài sản của VNRX. Vì đây nó là một cái con đường, nó là một cái la bàn, nó là một cái cách tư duy. Chúng ta không cần phải cụ thể hóa, và khi mình có cái cách tư, có cái con đường, có cái đích đến đúng, có cái la bàn để giúp cho chúng ta thấy đúng, tiếp cận được thông tin đúng, thì chúng ta sẽ tư duy đúng và chúng ta sẽ hành động đúng. Và tôi tin rằng là đấy mới là cái mà nhà đầu tư cần, vì chúng ta cần có cái sự tự chủ đấy để có thể đồng hành được, để có thể nắm bắt được cơ hội. Thì đây là những cái khóa đào tạo tại VNDirect. Ngoài ra nữa thì chúng tôi còn có các cái bàn tròn tư vấn hàng tuần thứ 2, thứ 3, thứ 5 để cho nhà đầu tư quan tâm đến thị trường, quan tâm đến cách thiết lập tài sản của mình, thì mình có thể đến và học đến khóa học. Vì đây là những cái chương trình mà đi inside hàng tháng, thì chúng tôi tổ chức vào hàng tháng để chia sẻ. Thì tháng này chúng tôi lựa chọn chia sẻ về ngành ngân hàng, và có lẽ là đây là cái đề tài mà mọi người quan tâm nhất. Bởi vì thực sự mà nói là ngành ngân hàng là cái ngành mà có nhu cầu vốn tăng trưởng vô hạn, và cái ngành mà hiện nay là cái mô hình kinh doanh cũng như lợi thế kinh doanh là khá khác biệt so với các ngành khác, được hưởng lợi khá nhiều. Vì vậy chúng tôi pick thì trong kỳ này là ngành ngân hàng, và trong kỳ tới thì chúng tôi sẽ pick một cái ngành nữa là ngành
năng lượng xanh, làm cái ngành đường sắt sự phát triển thì nhà đầu tư biết. Thì ở đây tôi xin chúng ta nghỉ giải lao khoảng một chút để mọi người có thời gian thư giãn đứng lên và chúng ta quay trở lại với tiêu điểm ngành ngân hàng và những câu hỏi để trả lời cho nhà đầu tư về những cái zoom in cụ thể cổ phiếu nào, ngành nào để các chuyên gia có thể chia sẻ với các quý vị. Xin cảm ơn. Lúc nãy thì có rất là nhiều nhà đầu tư có tiếp cận tôi và hỏi là kiểu đầu tư chứng khoán thì như thế nào. Nói thật là tôi cũng là một người làm trong ngành tài chính đến đây là đến 30 năm, có 10 năm trong ngân hàng và còn lại là 20 năm làm cho ngành chứng khoán. Thứ thật là tôi không biết bảng giá nó bao giờ như thế nào. Và bản thân các bạn ngồi đây, kể cả Quang rồi Hoàng và tất cả mọi người, thì tôi nghĩ rằng là bảng giá là dành cho những người đầu tư chuyên nghiệp, những người đầu tư tự do, những người có cơ hội bán thị trường. Chúng ta có thể tham khảo bảng giá nhưng mà đấy chỉ là một chỉ số nhỏ để mình quan tâm. Tất nhiên các chiến lược đầu tư giao dịch chủ động thì chúng ta phải bán bảng giá, và chúng ta cũng không nhất thiết là phải chia tài sản của mình chỉ ở phía dưới như với những người mà không có thời gian, đặc biệt là dân professional, tức là những người mà làm việc có thu nhập cao, thì chứng tỏ là chúng ta phải dành toàn tâm toàn ý cho công việc của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái chiến lược đầu tư thụ động là tích đều đặn hàng tháng vào những cái loại tài sản mà mình nghĩ là có khả năng tăng giá trong tương lai. Thì cái chiến lược đấy được gọi là DCIP. Thì lúc đấy cũng có một số người hỏi tôi về cái việc đó. Thế còn chiến lược đầu tư chủ động, đấy là mình nắm bắt được những cái momentum ngắn hạn ở trên thị trường chứng khoán trong năm 2021 hoặc là cả lên cả xuống để mình có thể tạo ra được những cái lợi nhuận ngắn hạn. Thì cái này đòi hỏi một cái bản lĩnh, một cái khẩu vị và một trải nghiệm. Nó cũng không tệ nếu mọi người thích trải nghiệm, nhưng đừng để cái trải nghiệm đấy trở thành ảnh hưởng tới cái sức khỏe tài chính và cái sự an tâm của mình. Bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các bạn trẻ ở tuổi vàng hiện nay 24 đến 30, các bạn có nắm bắt kiến thức rất là tốt. Chúng tôi nhận diện thấy là hiện nay cái dòng của nhà đầu tư anh Tú Anh ạ, một cái điều nữa rất là hay là ở VnDirect năm nay, thì VnDirect là một trong công ty chứng khoán có cái lượng tài khoản khách hàng cá nhân lớn nhất, và vào những thời kỳ chúng tôi chiếm khoảng 40% tài khoản mở mới ở thị trường. Thì khi phân tích cái nhóm nhà đầu tư đó thì lại là các bạn trẻ, và các bạn rất là có tri thức, và bản thân các cái nền tảng thông tin, công nghệ hiện nay cho phép các nền tảng thông tin, các tư vấn của các chuyên gia nó được reach out khá là rộng. Vì vậy cho nên là cái kinh nghiệm giao dịch của các bạn rất là tốt. Nên chúng tôi nói là chiến lược đầu tư chủ động là chỉ dành cho những người nhạy bén kinh doanh, phổ biến rủi ro cao, dành cho những người có thời gian đầu tư tự do bán thị trường, hoặc dành cho tất cả chúng ta đều muốn trải nghiệm để sẵn sàng mất tiền. Và nếu mất thì cái đường sau nó sẽ lớn hơn, bởi vì đôi khi ai làm cái gì nó cũng phải có bài học. Thế còn đối với những người mà không có thời gian, không có khả năng bán thị trường, thì chúng ta hoàn toàn có thể để món ăn đấy cho các chuyên gia họ đấu, mình đến hưởng thụ thôi. Nhưng mà mình phải biết khả năng tiêu hóa của mình như thế nào, sức khỏe tài chính của mình ra làm sao, điều kiện đầu tư của mình như thế nào để mình lựa chọn chiến lược cho nó đúng. Thế thì đấy cũng là cái câu tóm tắt lại cho mọi người cái buổi panel 1. Giờ chúng ta cũng cần phải nhìn vào các chỉ số gì của nền kinh tế, GDP và lạm phát, và cũng chỉ cần nhìn thấy là đủ. Còn anh Tuấn Anh ở đằng sau đã có tất cả những cái, thỉnh thoảng chúng ta đến thăm những cái buổi như thế này để chúng ta có thêm cái chia sẻ và làm mới thêm cái cách tư duy, cách thấy, cách suy nghĩ và có thêm thông tin. Thế còn nếu như chúng ta quan tâm đến ngành gì, cổ phiếu gì, chiến lược nào cho từng cái thời kỳ thị trường, thì chúng ta đã có các cái chuyên gia của các cái công ty chứng khoán để mọi người cần tiếp cận. Thì lúc đấy có rất nhiều khách hàng có hỏi là thế tôi làm thế nào, thì tại VnDirect chúng tôi cũng có, kể cả những khách hàng đã cũ thì chúng ta cũng nên re-on hoặc lên lại mở lại tài khoản mới để hiểu cái luồng dịch vụ và tiếp cận với trung tâm hỗ trợ khách hàng để được chia sẻ các cái gói dịch vụ phù hợp, hoặc là đến những cái buổi đi câu đào tạo hàng thứ bảy hàng tuần, hoặc là đến các cái buổi đăng ký đào tạo chuyên sâu. Thì đấy là tôi tóm tắt lại cho cái buổi thứ nhất để chúng ta chuyển sang. Còn có thêm một cái mong muốn của một chị muốn chia sẻ thêm thì tí nữa đến câu hỏi Q&A thì
thì chúng ta sẽ dành cho những câu hỏi đấy được không chị? Để tí nữa đến Q&A thì mình sẽ hỏi. Thế còn bây giờ chúng ta chuyển sang đến ngành thứ hai là tiêu điểm này, cổ phiếu ngân hàng. Ôm im hay không? Có nên phân bổ không? Mà nếu lựa chọn thì lựa chọn ông nào? Lựa chọn ông cổ phiếu ngân hàng chưa lên hay là lựa chọn ông đã lên rồi? Và vì ông lên rồi nhưng là chưa phải là đắt lắm thì nên đầu tư. Thì đấy là những câu hỏi nhà đầu tư luôn quan tâm. Bởi vì thị trường Việt Nam rất hay là cứ cổ phiếu một ngành nào lên là cả cái ngành đấy lên. Vậy thì cái hiện tượng đấy như thế nào? Thì ở đây chúng tôi cũng có anh Quang hôm nay sẽ đại diện ban chuyên gia và phòng phân tích của VNDirect để chia sẻ lại cho mọi người về cái mô hình kinh doanh của các ngân hàng nó khác nhau như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được cái earning model và cái catalyst của các cổ phiếu ngân hàng trong 10 năm tới. Trước khi chia sẻ về ngân hàng thì cũng theo lúc chúng mình sẽ gọi là công khai cái xung đột đấy đúng không ạ? Thì bản thân mình hiện tại đang trong danh mục đầu tư cấp 3 cổ phiếu ngân hàng, mình nói trước như vậy. Thế thì đừng có nghĩ là do mình đang nắm giữ cổ phiếu này nên mình hô cổ phiếu đó, thì hoàn toàn không có lý do nào đúng không? Đạo đức của người làm business sẽ hoàn toàn đổi khách quan. Hiện tại trong danh mục của mình có tổng cộng là 6 cổ phiếu, mình có 3 cổ phiếu ngân hàng, đó là Techcombank, MBB và DVB. Trước khi mình lại, bây giờ trong cái góc nhìn như này, ngành ngân hàng là cái ngành mà làm để cho mọi người thì hiểu nhầm rất nhiều. Ngày xưa chính mình cũng bị hiểu nhầm. Lúc ban đầu tiếp cận vào đầu tư mình rất là không thích cái ngành này, bởi vì mình nghĩ là một cái ngành mà nó bị quản lý quá chặt bởi những cái cơ quan nhà nước, những cái ngân hàng nhà nước như vậy, thì cái lúc cho các cái ngân hàng trong ngành có thể phát triển được, tăng trưởng được không còn quá nhiều. Ban đầu mình nghĩ như vậy, sau đó là hoàn toàn sai lầm, ghê gớm luôn. Còn sau đó mình phải sửa lại cái view ngành ngân hàng là một trong những cái ngành nếu mà chúng ta đầu tư chúng ta sẽ nhìn này, mình sẽ rất thích cái ngành nào mà nó có một cái room tăng trưởng vô hạn, đúng không? Còn nhiều ngành, ví dụ như một số ngành nha, chẳng hạn ta thấy là người ta cái đất đai đến từng đó cái cảng đó, ông mở cái cảng đó hết là không còn chỗ nào, người ta mở được thêm cái cảng để có thể đón tàu nữa chẳng hạn, rất dễ dàng. Những riêng ngành ngân hàng một trong những ngành mà nó có room tăng trưởng vô hạn, bởi vì nó tăng trưởng theo nền kinh tế này. Và ít nhất chúng ta nhìn vào ta thấy là quota để cấp cho các ngân hàng mỗi năm tăng trưởng tín dụng là một driver rất quan trọng, thì đã hai con số rồi. Đặc biệt các ngân hàng ở Việt Nam nó còn có thêm một động lực là bây giờ là cũng đang mở rộng các cái line về dịch vụ nha. Nếu mà chúng ta nhìn một cái ngân hàng mà mình rất thích trên thế giới là Wells Fargo của mình, thì trong cái tỷ trọng thu nhập của họ cơ cấu thì phải có đến 50% là thu nhập ngoài lãi từ dịch vụ như vậy. Ở Việt Nam chúng ta còn cái room rất là nhiều cho những ngân hàng ở đây. Chính vì thế mà mình nghĩ đây là một trong những ngành rất quan trọng và anh chị cần phải tìm hiểu kỹ. Ở đây thì ngoài mình đang thì có các chuyên gia trên này, Tú Anh cũng ngày xưa cũng đã làm bộ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước, cũng là một chuyên gia rất là sâu. Chị có thể khai thác thêm nhé. Ngoài ra có chị Hiền là chuyên gia ngành banking của phòng phân tích VNRAC cũng sẽ cùng hỗ trợ các anh chị trong buổi ngày hôm nay. Tại sao mình cũng tập trung nói về mô hình kinh doanh? Bởi vì trong giai đoạn vừa rồi nhóm ngành ngân hàng đã tăng rất là nhiều rồi, thì mọi người có thể lo ngại là trong ngắn hạn có thể bị định giá cao quá không còn các loại. Cho nên cái hướng nhìn của chúng ta thì mình có một lời khuyên chân thành, nếu anh chị muốn đầu tư ngành ngân hàng thì anh chị nên nhìn dài hạn hơn, chứ đừng có nên là nhìn quá ngắn hạn là vừa rồi nó tăng nóng nên mình sợ hãi, mình không dám nhìn những cái nhóm này. Là thì cái gì góc nhìn này sẽ là góc nhìn của dài hạn, và dù sau đó thì mình cũng sẽ bổ sung một chút cái view cho năm 2021 như thế nào, nhưng về cơ bản là cái nhìn của mình cho năm này sẽ là cái nhìn dài hạn, anh chị lưu ý ha. Thì bây giờ mình sẽ phân nhóm các ngân hàng nhé. Thì trong số các ngân hàng hiện nay á, các ngân hàng thương mại mà định vị theo mô hình ngân hàng dịch vụ, đúng không ạ, tức là không bị quá phụ thuộc vào cái phần tín dụng cho vay, thì ta sắp xếp trên này trong số các ngân hàng mà được cover bởi phòng phân tích VNRAC, thì top 4 ngân hàng mà đang có tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ cao trong số này để anh chị nhìn thấy, tức là cái phần màu đen đen đậm ấy là tỷ trọng từ dịch vụ, còn cái phần mà nhạt hơn là thu nhập từ lãi là lãi vay, đúng không ạ? Thế thì có 4 ngân hàng mà có tỷ trọng lãi từ dịch vụ cao nhất, đó là STB, VIB, Techcombank và MBB, đúng không ạ? So với các ngân hàng còn lại thì đây là các ngân hàng mà có tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ cao nhất trong nhóm này. Thứ hai, nếu mà nhìn các ngân hàng mà có khẩu vị rủi ro cao, đúng không? Ví dụ chúng ta nhìn vào đây ta thấy là VIB hay là HDB trong cái nhóm mà có tín dụng tiêu dùng bằng các loại,
đúng không? Thì gồm có VPBank, HDBank, VIB là có lãi suất các tài sản ngân hàng là cao nhất, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là không bị rủi ro là cao hơn các ngân hàng còn lại. Các ngân hàng hoạt động mạnh trên thị trường liên ngân hàng, tức là cho vay lẫn nhau trên ngân hàng, thì trong này có nhóm Vietcombank, HDBank, Tiên Phong Bank và ngân hàng Công Thương là bốn ngân hàng mà cho vay ngân hàng cao nhất trong số này. Nhóm ngân hàng thương mại tập trung vào khách hàng cá nhân, đúng không? Thì chúng ta làm được có top 5 ngân hàng, đó là VIB, Sacom, ACB, VPBank và Tiên Phong Bank là có tỷ trọng nhóm khách hàng cá nhân là cao nhất theo định hướng. Nếu mà chia theo các cái ngân hàng thương mại mà tập trung vào doanh nghiệp cổ phần, đúng không? Thì có Liên Việt Postbank, BIDV, CTG và Techcombank là cho vay các doanh nghiệp cổ phần là nhiều. Các ngân hàng thương mại tập trung vào doanh nghiệp nhà nước nhiều thì có Vietcombank, CTG, HDBank, MBB, BIDV. Thì đây là cái nhóm mà nó có thể trong năm vừa rồi là có thể bị ảnh hưởng sau khi Covid xảy ra, thì cho vay cũng như là lãi suất như nào, thì đó cũng là một cái catalyst cho năm 2021 khi mà mọi thứ nó qua đi thì có thể nó phục hồi, nó sẽ có thể xảy ra mạnh hơn. Trong cái giai đoạn như này, hồi nãy trong cái bài trình bày thì cả chị Minh Hương và anh Tú Anh cũng đều có nói là một cái động lực về số hóa là rất quan trọng cho nền kinh tế, thì đối với ngành banking cũng không tránh khỏi cái xu hướng này. Thì trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay thì top 5 ngân hàng mà có áp dụng chuyển đổi digital banking mạnh nhất đó là Tiên Phong Bank, OCB, Vietcombank, VPBank và Techcombank. Các ngân hàng có lợi thế chi phí vốn, nói gì nói ngân hàng cuối cùng nó vẫn là một cái ngành mà kinh doanh tiền, đúng không ạ? Thì tiền là một cái nguyên liệu rất quan trọng, thì ông nào mà có chi phí vốn lớn thì sẽ là một cái lợi thế cực kỳ mạnh. Và đồng thời những ngân hàng này cũng là những ngân hàng mà có CASA lớn nhất trên thị trường, thì hiện nay trong top các ngân hàng mà có CASA lớn và có chi phí vốn cũng rất là lợi thế, đó là Vietcombank, Techcombank, MBB và Tiên Phong Bank. Trước đây thì Vietcombank và MBB là hai ngân hàng luôn luôn nổi tiếng về CASA cao và chi phí vốn rất thấp. Thì gần đây thì nổi lên có một cái ứng cử viên mà cực kỳ lợi hại, đó là Techcombank đã vươn lên thành ngân hàng mà có CASA lớn nhất trong hệ thống rồi. Thì đây là một cái câu chuyện rất là thú vị và các anh chị có thể theo dõi. Đó là nói về dài hạn và các cái mô hình ngân hàng thương mại như vậy. Thì trong cái view đầu tư của nhóm bên phân tích của quản lý tài sản Minh Minh thì mình sẽ thích những cái ngân hàng nào mà có định hướng thiên về ngân hàng dịch vụ nhiều hơn, đúng không? Thì rõ ràng những cái tên của Việt Nam mà hồi nãy như mình đề cập tới thì anh chị có thể thấy đó sẽ là cái nhóm sẽ được favor trong tương lai. Và ở đây mình quay lại một chút các cái data để anh chị có thể nhìn thấy luôn. Đây là các cái ngân hàng mà các ngân hàng tỷ trọng từ thu nhập đã bị khá là tốt, đúng không? Và cảm thêm nếu mà chọn ba cái thì mình sẽ chọn là thứ nhất là có định hướng về dịch vụ ha, thứ hai là những ông mà có định hướng digital banking mà được chưa, và thứ ba là có chi phí vốn mạnh, đặc biệt là tỷ lệ CASA cao. Thì chỉ cần anh chị nhìn thấy cái tên tuổi những ngân hàng nào mà rớt vô ba cái driver quan trọng là nhiều, thì đó chắc chắn sẽ là những ngân hàng có thế mạnh rất lớn trong tương lai. Và bây giờ là zoom in cho cái phần ngành ngân hàng năm 2021, cơ hội cũng như rủi ro, thì mình sẽ đề cập một số cái thông tin và cái nhận định như này. Cái động lực cho cái phần ngành ngân hàng năm 2021 đó là kinh tế phục hồi, thì thúc đẩy mở rộng cái mảng cân đối kế toán và mảng chất lượng tài sản. Như anh chị biết là trong tất cả các ngành chúng ta phân tích thì riêng đặc biệt là ngân hàng chúng ta phải hết sức chú ý đến mảng cân đối kế toán và chất lượng tài sản sẽ là yếu tố hàng đầu trước khi chúng ta nhìn đến cái triển vọng về lợi nhuận, đúng không? Thì nền kinh tế phục hồi từ việc điều chế thành công và phân phối vaccine, đúng không, cũng như là cái cách quản lý covid của mình rất là tốt, thì kỳ vọng nó sẽ là yếu tố để phục hồi giúp cho cái mảng cân đối kế toán của các ngân hàng trong năm 2021 nó sẽ lành mạnh và tốt hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như trong năm 2020 vừa qua đã bị. Ngoài ra cái ngoài bên cạnh những yếu tố về chất lượng tài sản mà các đối kế toán, thì cái tăng trưởng lợi nhuận cũng sẽ là một yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định chọn ngân hàng nào để đầu tư. Thì bên VRX các anh em chuyên gia tin tưởng rằng là tăng trưởng lợi nhuận sẽ mạnh mẽ trở lại, đúng không? Nhờ cái mở rộng tín dụng và NIM sẽ được cải thiện nhẹ, các cái yếu tố là chi phí vốn sẽ giảm, đúng không? Bởi vì rõ ràng là ngân hàng nhà nước đã có cái điều chính sách là sẽ tiếp tục hỗ trợ
cho cái nhóm ngành tài chính và đặc biệt là ngân hàng, đó là sức sống của nền kinh tế sau Covid để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp được. Nên chi phí vốn dự kiến vẫn sẽ thuận lợi cho các ngân hàng. Ngoài ra thì trong chỉ biết là trong năm 2020 với cái chính sách là cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động bởi Covid-19, cho nên là một số ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay, đúng không? Thì đến hết quý 1 năm 2021 cái gói này sẽ hết hạn, thì từ đó là cái phần lãi suất cho vay sẽ được back to normal trở lại, thì nó sẽ giúp cho cái NIM của ngân hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố đó nữa. Cuối cùng thì có thêm một động lực rất quan trọng mà những năm vừa rồi đã xảy ra và tiếp tục năm 2021, đó là tăng trưởng thu nhập ngoài lãi, ví dụ những cái đến từ bên cash surrender rồi dịch vụ thanh toán vân vân, đó là cái yếu tố mà sẽ hỗ trợ cho. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nói đến các cái rủi ro mà ngành ngân hàng năm 2021 sẽ đối mặt, đó là cả hai cái rủi ro lớn. Một là cái thông tư 01 được điều chỉnh lại, thì các ngân hàng sẽ phải phân loại nhóm nợ với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đúng không ạ? Như chúng ta biết là tạm thời các cái nhóm nợ bị ảnh hưởng Covid-19 là chúng ta khoan nợ và chưa có phân loại trong năm 2020, thì qua năm 2021 thì cái này sẽ phải quay trở lại bình thường lại, thì nó có thể là cái phần trích lập dự phòng sẽ lớn hơn, ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của các ngân hàng trong ngắn hạn. Thì với mình thì cái này nó chỉ là ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi, chứ còn về mặt dài hạn thì mình vẫn rất là thích là những ngân hàng người ta chủ động, người ta trích lập rất là quyết định để mà làm cho bản cân đối kế toán nó sạch sẽ hơn, như cái cách mà các cái ngân hàng của Mỹ nó làm rất là quyết định, đúng không? Ý là như vậy. Và thứ hai là chúng ta biết là trong năm ngoái thì có một số các cái ngân hàng là người ta được lợi rất là nhiều từ cái phần thu nhập từ đầu tư, đúng không? Đặc biệt là cái phần về cái dư nợ trái phiếu của họ đang sở hữu, và trong cái điều kiện mà lãi suất nó giảm xuống rất là nhiều thì anh chỉ biết là biết lãi suất và cái giá của trái phiếu nó ngược chiều nhau, khi mà lãi suất giảm rất mạnh trong năm ngoái thì làm cho cái value của trái phiếu tăng lên rất nhiều, và đã một phần thu nhập đóng góp vô cho khá nhiều ngân hàng trong năm 2020. Thì sang năm nay, đúng không, ảnh hưởng bởi cái tác động từ nghị định 81 và cái nền lãi suất thấp rất là khó để có thể giảm thêm được nhiều nữa, thì có thể thu nhập từ trái phiếu nó không được như là năm ngoái, thì đây cũng là một cái yếu tố headwind cho các ngân hàng trong năm 2021. Tuy nhiên đó là bức tranh về yếu tố cơ bản, đúng không ạ? Còn nếu mà đầu tư thì chắc chắn chúng ta cũng phải nhìn đến yếu tố định giá, đúng không anh chị, đúng không? Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thì nếu mà xét về mặt dài hạn thì chúng ta có thể yên tâm cái nhóm ngành này, chúng ta cứ tiếp tục đầu tư không vấn đề gì hết, nhưng mà trong ngắn hạn thì anh chị phải nhìn giá ha. Giá thì cái cách để chúng ta nhìn giá như này, đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh các ngân hàng với nhau, và sau đó chúng ta so sánh thử mặt bằng định giá của mình cho cái khu vực như này, đúng không? Thì ở đây có hai cái điểm mà anh chị cần phải nhìn, đó là với các ngân hàng thì ta hay dùng cái số giá trên book value per share, đúng không ạ? B trên B, cái này này dấu chấm màu đỏ anh chị nhìn thấy. Và thứ hai nữa là cái ROE là return on equity, là một cái miếng rất là quan trọng để chúng ta đo lường cái độ hiệu quả các ngân hàng ra sao, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn vào đây ta thấy là cái ngân hàng nào mà các cột màu vàng này càng cao mà cái chấm màu đỏ nó càng thấp thì nó sẽ càng hấp dẫn. Anh chị hiểu cái logic để chúng ta tiếp cận về mặt định giá để đầu tư không ạ? Thì nhìn vào đây thì với cái view cá nhân của mình, anh chị tự đánh giá ha. Còn cá nhân của mình thì mình cũng đã công khai ngay từ đầu cái buổi thảo luận này rồi, những cái ngân hàng mà mình thích nhất đến sát tuần trước đó. Thì những ngân hàng mà mình thấy có cái hai yếu tố này có thể là ok, là có MB, nó còn định giá khá hấp dẫn. Thế còn mặc dù đã tăng khá là nhiều rồi, nhưng mà với cái triển vọng của cái ngân hàng này thì mình nghĩ là về dài hạn, thế còn là một ngân hàng rất là thích đầu tư về dài hạn, đúng không? Và một cái ngân hàng thứ ba mình thích là bởi vì cái model nó khá là cực, mặc dù là khẩu vị rủi ro nó tương đối cao thì vậy, nhưng mà với mình nghĩ rằng là cái mạng tiếp dụng tiêu dùng vẫn là một cái mảnh đất cực kỳ màu mỡ ở cái đất nước mà nó đông dân như này, đúng không? Và mọi người lại rất là thích tiêu, đúng không? Ta thấy không? Mặc dù là bình quân đầu người không hề cao nhưng mà ai cũng có cái smartphone cực kỳ xịn, đúng không? Thì đó là mảnh đất rất còn mở cho tiếp dụng tiêu dùng. Ok mà, thì đó là định giá của các ngân hàng của tỉnh ta nhìn. Còn so với các nhà khu vực, ta sẽ sẵn thử đấy, ngân hàng. Thì anh chị lưu ý nhé, ROE Việt Nam của mình rất là tốt so với các ngân hàng ở khu vực như là Thái Lan, Indonesia, hay là Malaysia, hay Philippines. Trong khi định giá BB thì mình cũng sắp xỉ ngang bằng với họ. Và hiện nay các ngân hàng trên sàn chứng khoán Việt Nam cũng định giá P/BOOK khoảng tầm 1,97 lần và ROE bình quân khoảng 17,2%.
được coi là mức định giá phù hợp. Tóm lại, nếu mà nhìn toàn ngành thì cái view chung là định giá không còn quá rẻ nữa, đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì cái lựa chọn của anh chị sẽ phải hết sức chọn lọc những ngân hàng nào mà nó có tốt đồng hành, có những điểm mạnh là chi phí vốn, rồi định hướng dịch vụ, rồi có CASA cao, vân vân các loại, đúng không ạ? Có ROE tốt và định giá không quá cao thì chúng ta chọn những ngân hàng như vậy thì sẽ là nó có thuận lợi cho cái danh mục đầu tư của chúng ta trong năm 2021 cũng như là về mặt dài hạn hơn. Thì mình xin hết cái phần trình bày ban đầu về ngân hàng. Xin cảm ơn. Vâng, thế thì ngành ngân hàng cũng đã cho mọi người nhìn thấy rõ hơn về cái các mô hình của các ngân hàng và các, tất nhiên ở đây thì tôi cũng vừa trao đổi với bạn Hiền chuyên gia, cái này nó phản ánh snapshot có lẽ là nó không đúng lắm, bởi vì chúng ta phải nhìn về cái tốc độ tăng trưởng sinh lời của ngân hàng để nói lên cái tương lai, cái tốc độ tăng trưởng tương lai. Vì đầu tư equity thì thường nhìn vào growth, tức là nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, và ngân hàng nào sẽ là ngân hàng outliers, ngân hàng nào sẽ là ngân hàng mà có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất. Còn những cái gì này nó là biểu hiện của cả một quá trình thì đấy là những thứ mà ở đây thì anh Quang có chọn ra, anh Quang có chọn ra ba cái yếu tố để tạo nên một cái cơ hội cho ngành ngân hàng, tức là ngân hàng nào đi theo chuỗi dịch vụ và cân được cái lợi nhuận từ lãi với cả nền tảng phi lợi nhuận, phi lãi, thì cái này nhà đầu tư có thể nhìn vào. Cái thứ hai nữa là ngân hàng nào có cái cú hích của nền tảng chuyển đổi số và full service platform, và cuối cùng nữa là ngân hàng nào có chi phí vốn rẻ. Và có lẽ cái chi phí vốn rẻ cũng là một lợi thế khác biệt, bởi vì trong ngành ngân hàng đấy là lợi thế cạnh tranh khác biệt. Thì cái lợi thế cạnh tranh khác biệt sẽ là ngân hàng nào sẽ có chi phí vốn rẻ. Vì vậy không có lý do gì mà Techcombank hay Vietcombank đương được là hai cổ phiếu được nước ngoài lựa chọn yêu thích, bởi vì lợi thế của chi phí vốn rẻ và sẽ tiếp tục hưởng lợi tiếp trong chu kỳ tới. Thế và ngân hàng nào có mô hình kinh doanh mà cải thiện được tỷ lệ giữa lãi và phi lãi, bắt buộc nó phải phụ thuộc vào nền tảng công nghệ và cái lượng khách hàng mục tiêu mà ngân hàng đầu tư hướng tới. Và cái thị trường đó thì tóm tắt lại những cái nhận định. Cảm ơn anh Quang. Thế thì xin hỏi anh Tú Anh, dù sao thì nhìn con số thì rất hấp dẫn, thế nhưng mà thực sự cái lợi nhuận ngân hàng hiện nay, cái rủi ro của nợ xấu khi mà nền kinh tế được chuyển dịch trong cả một thời gian vừa qua, và cái ứng xử của chính sách sẽ như thế nào để ảnh hưởng đến cái mô hình kinh doanh của ngân hàng trong tương lai. Phải nói thật là trong suốt 10 năm vừa qua thì các ngân hàng thương mại được hưởng lợi khá nhiều từ cái lợi thế của kênh dẫn vốn duy nhất, đấy là kênh huy động vốn duy nhất và kênh dẫn vốn duy nhất. Tuy nhiên khi mà cái thị trường tài chính được phát triển sang một chu kỳ mới, cái biên giới giữa ngân hàng và phi ngân hàng nó cũng giảm dần. Chúng ta nhận định thấy có nhiều các cái định chế phi ngân hàng hiện nay cũng tăng trưởng rất nhanh. Thế rồi là những cái cách mà điều hành lãi suất làm thế nào để bảo vệ được cái rủi ro của ngân hàng thương mại trong một cái quá trình đa dạng hóa các cái xu thế sản phẩm tài chính, và cái vấn đề báo cáo tài chính và nợ xấu, các quy định mới, đấy là những vấn đề mà chúng tôi những nhà đầu tư khá là quan tâm. Thì xin anh Tú Anh có thêm những cái chia sẻ để mọi người có thêm những cái insight về những cái vấn đề này. Cảm ơn chị Hương. Thì tôi thì cũng ra hàng ngày ngân hàng gần 2 năm, thì tôi cũng xin chia sẻ cái cách, cái góc nhìn từ những người quản lý để ngành. Thì thứ nhất là vào năm 2021 thì chúng ta sẽ có một trong những cái là hầu như các ngân hàng sẽ phải áp dụng cái version 2 chuẩn mực quản lý rủi ro của ngân hàng. Thì cái này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ ấy là nó buộc tất cả các ngân hàng nó nằm trên cùng một cái level. Tức là ngày xưa khi chúng ta chưa áp dụng version 2 ấy, thì có những ngân hàng thì có cái chuẩn mực an toàn là cao hơn, có những ngân hàng chuẩn mực thấp hơn, và các ông ngân hàng thì mà dân thị trường hay bảo là cái khẩu vị rủi ro ấy, thì có những ông chuẩn mực cao ấy, thì là ông cái khẩu vị rủi ro ông là ông không thích quá nhiều rủi ro, còn những ông khác thì ông có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Thì do đó là nó làm cho cái lãi suất ở trên thị trường nó rất là khó quản lý, tức là
Cái ông rủi ro thấp thì ông chỉ huy động ở mức lãi suất thấp thôi, nhưng mà cái ông rủi ro cao ông sẵn sàng trả lãi suất cao để huy động, nên là làm cho lãi suất huy động trên thị trường nó không nhảy múa. Và chính cái điều đấy nó làm cho cái ngân hàng nhà nước cũng rất khó điều hành cái mặt bằng lãi suất. Và chính vì thế bây giờ chúng tôi kỳ vọng khi áp dụng version 2 ấy, thì là tất cả cùng trên một cái mặt bằng, tức là tất cả cùng chơi với một quy định. Đấy, ông rủi ro cao, ông rủi ro, ông có chấp nhận rủi ro cao, nhưng với cái version 2 tôi siết ông lại thì ông muốn chơi được cái đấy ông phải đủ vốn. Và không đủ vốn cũng được, và tôi bắt ông trích lập rất nhiều thứ khác nhau. Thì như vậy tất cả thì nó sẽ, cái ngân hàng nó sẽ an toàn hơn. Đấy là cái thông điệp tôi muốn nói là ngành ngân hàng sẽ an toàn hơn, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái mà cái cơ hội phát triển ngành ngân hàng thì nó là rất là lớn. Rất là lớn là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta có thể tính thường, thông thường nếu mà chúng ta phát triển như Việt Nam ấy, thì cái tốc độ tăng tín dụng và trên với tốc độ tăng GDP danh nghĩa ấy, thì tốc độ tăng tín dụng nó phải thường phải cao hơn tốc độ tăng GDP danh nghĩa tầm khoảng dưới 3% là an toàn. Tức là nếu chúng ta tăng trưởng GDP danh nghĩa 10% thì tốc độ tăng tín dụng nó ở đâu đấy khoảng 12-13% là an toàn. Đấy. Thì như vậy chúng ta, tôi nói danh nghĩa nhé, mọi người hiểu, chúng ta không đề cập đến chuyện tăng trưởng GDP mà chúng ta đang nói là mục tiêu ta tăng 7%, đấy là GDP thực đã trừ đi cái phần lạm mất giá rồi. Còn nhưng mà GDP danh nghĩa là chúng ta tính bằng tiền, nó bằng tiền thật chứ không trừ đi mất giá. Thì thông thường nếu ta tăng, người ta là tăng trưởng 7% và lạm phát 3,5% thì tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa đâu đấy là 10,5-11%. Thì chúng ta nó làm ở đâu đấy, trong khoảng đấy. Thì GDP danh nghĩa như thế thì nên là cái tốc độ tăng tín dụng của ngành ngân hàng thì nó trong những năm tới thì nó không thể nào nó dưới 11% được. Ít nhất nó phải nằm trong đâu đấy từ 11-13%. Nếu với cái tốc độ kỳ vọng tăng trưởng GDP như vậy. Thì như vậy với cái quy mô như thế thì cái khả năng tăng vốn của ngành ngân hàng, cái khả năng mở rộng lợi nhuận của ngành hàng sẽ rất là cao. Cái thứ hai nữa là bởi vì quay lại cái chuyện mà ngành ngân hàng nó an toàn hơn thì cái chi phí về trích lập dự phòng bây giờ nó giảm đi. Trong những năm vừa qua ngân hàng lãi rất nhiều nhưng phải bỏ vào trích lập dự phòng rất là cao. Và chúng ta sẽ thấy là năm, còn ví dụ năm ngoái chẳng hạn là hoàn nhập dự phòng, tức là năm 2019 là năm các ngân hàng 2018 các ngân hàng đã đặt một cái quỹ trích lập dự phòng rất lớn để rủi ro, nhưng rủi ro nó không xảy ra thì đến 2019 người ta hoàn nhập dự phòng vào lãi nên lãi của họ rất cao. Cũng tương tự như thế năm nay họ năm 2020 theo tôi nhìn thấy là khoảng 4% lợi nhuận là các ngân hàng đã để vào trích lập dự phòng, thì lợi nhuận hầu như sẽ hợp vào năm 2021 riết cái phần đấy nó và nó không có cái rủi ro gì quá lớn thì nó đã là có một cái lợi nhuận rất là lớn. Đấy thì như vậy là riêng cơ hội cho ngành ngân hàng trong năm 2021 thì tôi không nói xa hơn mà từ 2021 thôi thì cái lợi nhuận thì nó sẽ tiếp tục trở rất là cao. Đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là về phát triển các cái dịch vụ khác. Thì tôi hơi khác cho anh Quang. Anh Quang anh nhìn những cái ngân hàng nào mà đã phát triển dịch vụ rồi ấy thì anh em lại thấy đấy là ưu tiên. Nhưng tôi nghĩ là những thằng chưa phát triển ấy, thì đó là cơ hội. Còn cái ông phát triển đi trước chứ chắc đã đai. Kiểu như ngày xưa ấy, có câu chuyện là chiến tranh thế giới ấy, thì có những cái máy bay về thì người ta cứ xem những cái vết đạn bắn trên máy bay ấy và người ta cố hàn lại những cái chỗ đấy vì cái chỗ đấy bị trúng đạn, nhưng người ta quên mất là cái về được là cái đang sống, còn những cái vết nó bắn chỗ khác thì là bắn chết hết cả rồi thì lại không về không biết, đúng không? Chúng ta phải nên là chúng ta không cần phải hàn những cái chỗ những vết đạn còn đấy mà hàn những cái chỗ nó không bắn trúng vậy, là vì những cái chỗ đấy mà bắn trúng là chết. Đấy, thì như vậy đấy là ông nhìn lại là cái chuyện là những cái ông mà chưa đầu tư vào, chưa mở rộng vào dịch vụ ấy, đấy là cái cơ hội của ông còn khá lớn. Tất nhiên anh Quang phải đúng, ông còn định hướng và lãnh đạo đúng không? Thì vào đâu? À, thì nhưng mà tôi nghĩ là cái cơ hội nó nằm ở đấy. Thì cái digital ấy nó hỗ trợ cho cái chuyện phát triển các loại dịch vụ ngân hàng nó sẽ bùng nổ trong những năm tới. Mà digital banking là một trong những cái định hướng đi đầu trong cái việc chúng ta chuyển đổi số và nền kinh tế, bởi vì nó có đầy đủ các yếu tố thuận lợi. Là thứ nhất là ngành ngân hàng có cả hạ tầng về số là gần như là cũng đã khá là hoàn thiện. Chúng tôi hồi tôi làm ở đấy thì riêng ngân hàng nhà nước có thể chọc vào core là của các ngân hàng thương mại là hàng ngày rồi,
tức là gần như là số liệu là trực tuyến, và chúng ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay cũng có cái hệ số Big Data có thể xử lý rất là nhanh chóng tất cả những cái vấn đề rủi ro. Thì tất cả những cái đấy nó cho phép, nên vì sao mà chúng ta sẽ nhìn thấy là retail banking phát triển rất nhanh trong những thời kỳ vừa qua, là bởi vì họ chọn cái ứng dụng data, big data và ứng dụng công nghệ số đã cho phép các ngân hàng có thể đánh giá rủi ro từng khách hàng một với chi phí thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Trước đây ví dụ ngân hàng nó lại có phát triển được một gói cho vay 1 triệu, 2 triệu rồi lại cũng phải một ông đi đánh giá cho vay cái chi phí để cho một cái ông đánh giá rủi ro cho 1 triệu đấy, cũng tương tự như một cho một cái doanh nghiệp lo vay 1 tỷ, tức là chi phí như nhau. Đánh giá một khoản cho vay 1 tỷ và khoản cho vay 1 triệu, 2 triệu là chi phí như nhau, thì thôi chả ai thì đánh giá cho khoản 1 triệu, 2 triệu cả. Nhưng vì bây giờ ứng dụng công nghệ Big Data có thể xử lý những cái chuyện đánh giá rủi ro rất nhanh, và có thể dùng tất cả những cái công nghệ đấy cho phép là các ngân hàng retail banking là hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro trong mức chấp nhận được. Thì như vậy chính vì điều đấy nên là nó càng đẩy nhanh những cái khoản phát triển về dịch vụ và phát triển về retail. Thì đấy là một cái điểm nữa, và cái điểm cuối cùng tôi nói là trong những năm vừa qua thì các ngân hàng thương mại nhà nước nó bị một cái nghị quyết của Quốc hội trói lại là nghị quyết 25, là cho rằng là các cái ngân hàng thương mại nhà nước là không phải là đối tượng để nhà nước cấp vốn. Mà nó nhà nước mà không cấp vốn thì nó vốn điều lệ nó không tăng được. Và vốn điều lệ nó không tăng được thì nó dẫn đến một cái chuyện là nó không thể nào nó tăng tín dụng được. Bởi vì nó quy định cái chỉ số an toàn hệ số K ấy. Hệ số K là chúng ta đang quy định hiện nay là 8%. Mà nếu mà áp dụng version 2 nó là tương đương với quy định cũ, nó lên đâu đấy khoảng 10%. Thì với cái hệ số K mà 10% có nghĩa là cái tổng số tiền tài sản mà anh có chia cho vay tài sản rủi ro đó, tài sản có chia cho tài sản rủi ro là anh chỉ được không được quá là không được thấp hơn mức 10%. Thì như vậy anh muốn tăng được tín dụng lên, tức là tài sản rủi ro, thì anh phải tăng cái vốn điều lệ lên. Nhưng mà vì vốn điều lệ nhà nước không tăng thì bị trói cái điều đấy, nhưng các ngân hàng thương mại nhà nước là bị rất lâu, đặc biệt là Vietinbank. Bởi vì Vietinbank là chúng ta bị trói cái điểm thứ hai nữa là sở hữu nhà nước không được dưới 265%. Thì bây giờ hết room rồi, thì bây giờ là nếu mà nhà nước không tăng vốn của nhà nước vào thì ông bên ngoài cũng không thể tăng được, vì ông tăng phát là đẩy cái sở hữu nhà nước xuống ngay. Thế là cuối cùng không được, nhưng mà cái nghị quyết đấy nó hết hạn vào năm 2020 rồi. Và sang năm 2021 là không có cái nghị quyết này trói nữa. Thế là các ngân hàng thương mại nhà nước nó cũng thoải mái hơn trong cái việc để có thể tăng vốn trong cái chuyện đấy. Thì như vậy thì cái cơ hội nó cũng sẽ nhiều hơn. Và một cái cơ hội nữa thì tôi nghĩ là Aribank sắp tới sẽ là IPO. Và Aribank hiện nay là hình như lợi nhuận năm nay là to nhất hay sao, gần 21.000 tỷ hay sao, là một cái tay chơi rất là lớn. Chúng ta này chắc là cũng phải chuẩn bị tiền để mà xuống với chỗ này. Dưới kia có hiểu giống mình, hidden có nghĩa rằng là mấy năm vừa qua các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có phần hơi hưởng lợi vì cái hạn chế của các ngân hàng nhà nước. Có nghĩa là catalyst của năm 2021 sẽ là của 4 ngân hàng nhà nước không? Hình như trên này chưa thấy có. Đề nghị bộ phận phân tích xem lại. Hôm nay cảm ơn Tú Anh đã cho. Thực ra thì mình cũng quan sát ngành ngân hàng khá nhiều, và có lẽ là câu chuyện của ngành ngân hàng còn rất là nhiều những cái thú vị và rất nhiều ẩn số, nhưng có lẽ là hai cái động lực lớn nhất của ngành ngân hàng hiện nay, hai cái lợi thế cạnh tranh khác biệt của các ngành ngân hàng, đấy là theo mình đấy là chi phí vốn thấp thì chắc chắn là các ngân hàng nhà nước, và một số ngân hàng tư nhân như Techcombank, như MB là hiện nay đang có những cái định vị khác biệt để có được cái chi phí vốn thấp, thì đấy là cái bổ sung trong bản đồ các ngân hàng. Tiếp đến nữa là cái khả năng tăng trưởng, tức là tốc độ tăng trưởng. Ở đây thì nếu mà nhìn giữa cơ cấu lãi suất và lợi nhuận thì nó cũng chỉ là một cái góc nhìn, nhưng mà khả năng tăng trưởng thì chắc chắn là ngân hàng nào có cơ hội của chuyển đổi số thì chắc chắn là ngân hàng đấy sẽ nắm bắt được cái cơ hội tăng trưởng để mà chuyển dịch cả một cái hệ sinh thái. Và cái hệ sinh thái đó thì ví dụ như đối với mình có quan sát Techcombank thì mình cảm thấy đấy là một cái ngân hàng
khá là có nhiều ẩn số và mình vẫn bet vào cái cổ phiếu online này cũng nhiều, mặc dù không có đầu tư vào cổ phiếu nào cả vì bạn đáng giờ không nhìn màn hình trên không hiểu, nhưng có thể chia sẻ với thêm cái không hiểu là từ góc độ của người phân tích thì thường các chuyên gia phân tích, bởi vì nó lại còn như thế này nữa cơ, cho nên các bạn cũng phải hiểu là còn cái ẩn số nữa mà tụi em lúc nãy nói đấy là expectation. Vì thị trường mình đầu tư rất hay, cứ cổ phiếu ngành ngân hàng lên là xem ngân hàng nào còn thấp là mua tiếp, bởi vì kiểu gì cái ngân hàng kia nó lên thì ngân hàng này nó cũng lên, cho nên đấy cũng là một chiến lược. Và cái expectation của nhà đầu tư như thế nào và các analyst, tại vì nó còn là nhận thức của các analyst nữa, thì thường hay chú trọng vào yếu tố nào khi nhìn ngân hàng và tại sao phân tích lại chọn 2, 4, 6, lại chọn 5 ngân hàng khả quan là ACB, MBB, Techcombank, VPBank là khả quan, trong này không có Techcombank. Xin lỗi anh Tú Anh, là chưa có một cái ngân hàng nhà nước nào trong cái... trong có Techcombank, chung là... Tức là định giá cao rồi, đúng không? Hy vọng là năm tới sẽ có thêm nhiều cái, thì xin Hiền cho chia sẻ từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích thì mọi người thường đánh giá như thế nào và cơ hội nào cho năm tới. Em cảm ơn chị Hương. Từ góc nhìn của research thì mình cũng muốn chia sẻ một số cái quan điểm. Tuy nhiên cái góc nhìn của mình ở đây lúc này chị Hương và anh Tu Anh chia sẻ cái quan điểm góc nhìn là dài hạn. Mình muốn nói cái góc nhìn nó ngắn hạn hơn, là cụ thể là trong năm 2021. Thì mình có cái góc nhìn khác hơn một chút, tức là trong cái thời điểm mà mặt bằng lãi suất cao thì những ngân hàng mà có cái lợi thế là chi phí vốn thấp là những cái ngân hàng được hưởng lợi, và cụ thể là những ngân hàng mà có CASA và là những ngân hàng có tay những cái player trên thị trường Interbank thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Cái điểm đấy nó cũng sẽ duy trì trong mặt bằng, trong lúc là mặt bằng lãi suất thấp. Tuy nhiên là nó sẽ không, tức là cái lợi thế đấy nó sẽ không quá vượt trội khi mà lãi suất thấp mà các ngân hàng nào có cái lợi thế mà khai thác cái tài sản sinh lời nhiều hơn thì đấy là những ngân hàng sẽ capture được cái cơ hội mà trong cái môi trường mặt bằng lãi suất thấp lớn hơn những ngân hàng khác. Thế nên mình nói trong cái view khá là ngắn hạn, khoảng 1 năm hoặc là năm 2021 hoặc năm 2022. Thì ở đây cái góc nhìn của em nó xuất phát từ những cái ngân hàng mà có cái tài sản sinh lời lớn, chẳng hạn như là em nhìn thấy Techcombank hay VPBank là những ngân hàng mà họ tận dụng được cái lợi thế là họ có thể khai thác được đa dạng cái danh mục khách hàng, tức là họ focus vào cái nhu cầu của khách hàng nhiều hơn là focus vào cái việc là mình có sản phẩm gì mình bán, tức là cái mô hình của họ là khá là gọi là tập trung vào khách hàng, tức là customer centric nhiều hơn là product centric. Và cái quan điểm thứ hai của em một chỗ là về cái những ngân hàng mà có dịch vụ tốt ấy, thì em nhìn thấy rằng ấy, là cái khi mà phát triển dịch vụ thì nó khác với cái phát triển mà cho vay truyền thống. Thì chẳng hạn như có gặp cho vay truyền thống ấy, nên nói chẳng hạn như là khi mà anh chưa phát triển thì anh có cơ hội phát triển nhiều hơn, nhưng mà cái ngành dịch vụ nó lại khác. Anh nào phát triển càng nhanh thì anh đấy sẽ lấy được cái gọi là cái brand name cũng như là cái market share càng nhanh. Nó tương tự giống như là cái, trong ngành FMCG, những anh nào bỏ tiền ra quảng cáo nhiều hay là những anh nào đổ tiền vào trong việc là lấy thị phần trước thì những anh đấy sẽ có lợi thế của người đi trước. Thì trong cái do đó là em nhìn thấy tương tự như em cũng nhìn thấy là VP và Techcom là hai ngân hàng mà họ rất là aggressive trong việc là tạo nên cái hình ảnh là họ là ngân hàng dịch vụ, hay là thằng là VIPBank nữa, họ đưa ra cái lợi thế họ là ngân hàng mà có khá là nhiều dịch vụ, cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng. Chẳng hạn như ví dụ đối với VP thế này, thì họ rất là aggressive trong việc là tung ra những cái sản phẩm mà lấy cái thị phần cho vay tiêu dùng. Cho nên là nếu mà nói hiện tại cái thị phần cho vay tiêu dùng của VP là nó chiếm khoảng là hơn 55%, và đến mình đến bất cứ một cái trung tâm mua sắm nào thì mình cũng nhìn thấy cái thương hiệu mà cho vay tiêu dùng của VP nó hiện diện ở đó.
Thì cho nên là em nghĩ là trong chiến lược mạnh như vậy thì những ngân hàng nào mà họ đi trước thì họ sẽ có lợi thế là sẽ là những cái người mà phát triển nhanh hơn trong cái bối cảnh mà khách hàng họ cần một khách, thậm chí không phải là không chỉ là khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, ngoài cái việc là gửi tiết kiệm hay là trong vay thì họ cần muốn nhiều cái sản phẩm hơn, chẳng hạn là mua bảo hiểm hay là mua những cái dịch vụ mua giấy tờ vay giá hay là phát triển những cái dịch vụ khác cho nhóm khách hàng cá nhân. Đấy là quan điểm của em. Vâng. Cuối cùng, đầu tư chứng khoán là đơn giản xem ông nào có khả năng phát triển nhanh nhất và cái thị trường nào là thị trường grow nhanh nhất thì chắc chắn là thị trường bán lẻ, và ông nào có lợi thế phát triển nhanh nhất chắc chắn là ông phải có vốn rẻ, điều kiện công nghệ tốt và có cái sự hiện diện, sự nhận diện về dịch vụ trong cái thị trường mục tiêu được tốt nhất. Thế thì đấy cũng là có thể mọi người có thể về để nhìn lại cái ẩn số, vì chúng ta xin lỗi các nhà đầu tư, bây giờ là 12 giờ mất rồi và chúng ta sẽ có khoảng 15 phút cho các câu hỏi hay là có nhiều hơn thì tùy. Từ phía panelist chúng tôi xin lỗi là không kiểm soát được chương trình, có lẽ lần sau là xin hôm nay chúng ta làm bởi vì mọi người đi muộn, cho nên lần sau chương trình sẽ làm sớm hơn để mình bắt đầu sớm được nửa tiếng và mình không nghỉ giải lao nữa thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho các câu hỏi. Thì xin đang mời chị. Xin cảm ơn diễn đàn này và tôi rất là thú vị vì đến đây được gặp kể cả anh Tú Anh là một người mà tôi nghĩ là mấy khi mà anh đến đây tưởng là chỉ gặp toàn chuyên gia chứng khoán thôi. Thế thì câu chuyện của tôi là nhìn nhận những cái rủi ro để đầu tư, thì xin thưa tôi phải thú nhận là tôi mặc dù cũng gọi là một chút lương kinh tế nhưng tôi gióng vén vào đây rất là muộn, bởi vì chính là vì tôi rất là sợ rủi ro. Và trong cái rủi ro thì hôm qua tôi có trao đổi với anh qua, nhưng hôm nay thì thấy anh Tú Anh trình bày cách rất cụ thể đó là cái nhiệm kỳ mới như thế nào. Thế thì câu chuyện của tôi là từ cái hồi tôi làm luận văn tốt nghiệp ấy, thì câu chuyện là cái ổn định chính trị là một yếu tố để đầu tư. Và tôi suýt nữa là tôi mất điểm 10 vì tôi không trả lời được câu đấy, nhưng mà các giáo sư rất thương nên tôi chọn điểm 10. Vâng, rõ ràng các câu khác đây làm rất tốt và tôi viết thì vẫn rõ ràng. Thế câu chuyện ở đây tôi muốn chia sẻ là như thế này. Cơ hội thì các chị chia sẻ và phân tích khá rõ rồi, rủi ro cũng thấy là khá rõ rồi. Chỉ còn mỗi cái câu là nhiệm kỳ thì chúng ta cũng thấy rằng có thể là sang đến đầu tháng 2 là chúng ta rõ, phải không ạ? Nhưng tôi xin nói thật, tôi rất là kỳ vọng cái nhiệm kỳ vừa rồi là cái đầu tư công ấy, là cái giải ngân đầu tư công của chúng ta phải rõ ràng hơn. Ở đây thì tôi chưa thấy các chuyên gia đề cập đến cái con số là trong cái cơ cấu trong đầu tư công ấy thì bao nhiêu là từ động nước ngoài và bao nhiêu là huy động từ trong dân, phải không ạ? Cái huy động từ trong dân thì chúng ta nô nước đi, chúng ta yêu nước đi, chúng ta vào, đúng không ạ? Thế còn cái nợ quốc gia, các anh chị cũng thấy công bố là bây giờ mỗi người chúng ta là đến mấy chục triệu rồi, từ em bé đến đẻ phụ già sức chết rồi. Thế thì ở đây tôi rất muốn là với tư cách là một người vẫn còn tiếp tục công tác, anh Tú Anh cũng như là các anh chị ở đây, và nhất là các bạn trẻ chú ý hộ cho một câu: hiện nay một cái kiến thức rất sơ đẳng về kinh tế trước đây được trang bị qua cái môn gọi là kinh tế học chính trị Mác Lênin, đấy là vòng quay và tốc độ chu chuyển của vốn, thì bây giờ cắt rồi ạ. Tôi là người dạy môn đấy cho nên tôi biết bây giờ bị cắt rồi. Thế thì các anh các chị cứ thử tưởng tượng xem, tôi định tiêu một cái món tiền mà tôi làm cho tổ chức quốc tế Hải Phòng vào năm 2015 và mãi tận năm ngoái trước khi tôi về hưu tôi mới nhận được. Thế còn một món tôi định tiêu vào năm 2016 thì tôi vừa mới nhận được đây có mấy hôm. Thế thì tốc độ vòng quay tiền như thế nó có hạn chậm phải không ạ? Và khi có hạn chậm ấy thì anh Tú Anh và các bạn chú ý, nếu các bạn còn làm trong các dự án, trong các công việc ấy, thì tôi rất mong các bạn là làm sao trong cái chuyện các bạn giải ngân ấy thì đừng nghĩ rằng nó rồi mình làm như thế là cái bọn làm thuê cho mình ấy mà nó dạ. Sẽ nhanh có tiền. Vâng. Không, đấy câu hỏi của tôi thì có rồi đúng không ạ? Đầu tư. Thế thì các bạn phải giải ngân nhanh hơn. Thế còn anh Tú Anh ạ, câu chuyện là cái nghị định 16 ấy, rất mong là nếu mà sắp tới trong cái tự chủ ấy, các anh nếu mà có vai trò thì các anh làm sao phải khống chế lại cái câu chuyện là gửi tiết kiệm. Đấy, ở đây nó liên quan đến như thế. Các cơ quan, các định chế được phép gửi tiết kiệm cái nguồn tiền mà mình chưa dùng đến. Thế nếu giải ngân cho các cá nhân đi thì tôi hy vọng rằng là
cái số người dân tham gia vào thị trường chứng khoán đấy nó sẽ tăng lên rất là nhanh, vì đấy là xu hướng tất yếu, và tôi thì cho đấy là một chỉ số để chứng tỏ nền kinh tế phát triển. Vâng, thế rất mong các chị thông cảm. Vâng, xin chào, xin trả lời là như thế này. Khi việc giải ngân đầu tư công nó chậm trong giai đoạn 2016-2020 ấy, thì chúng ta là bị muốn thay đổi đó, chúng ta phải thay đổi luật. Và vì chúng ta bị trói buộc rất nhiều luật trong cái luật đầu tư công, và luật đầu tư công mới nó được áp dụng từ 1/1/2020 là đấy là một trong những cái để nó cởi trói việc giải ngân đầu tư công thì thúc đẩy nhanh. Đấy, cái điểm thứ nhất là chúng ta đã cố gắng làm cũng khá nhanh trong cái chuyện đấy. Điểm thứ hai là chị nói trong đầu tư công có bao nhiêu vốn nước ngoài, chị nói với chị là vốn nước ngoài rất ít, chúng ta hầu như không dùng vốn nước ngoài trong đầu tư công. Và là một trong những cái đấy là gì ạ, từ năm 2016 thì Thủ tướng Chính phủ đã ra một cái quyết định là từ 2016 cho đến 2018 là không đứng ra là dùng tiền bảo lãnh của chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài, và không phát hành cổ phiếu trái phiếu ra nước ngoài, cũng không có gì cả. Thì như vậy phần lớn, tức là gần 100% đầu tư công chúng ta là đầu tư từ vốn của trong nước, còn phần còn lại ấy, nếu mà có thì là chúng ta là vốn đối ứng cho những khoản ODA, thì chúng ta cũng có những khoản đấy thì dành cho đối ứng, chứ còn không hẳn là. Nên là chị yên tâm chuyện này. Vâng. Khi nãy chị vừa phân tích cho em về cái giá của cổ phiếu ngân hàng cũng giống như các công ty, thì với cái mức độ và tỷ lệ nhà đầu tư bây giờ trong năm vừa rồi khoảng 1% và những năm tới này nó có thể là 1.3% người đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán, và làm thế nào để bọn em có thể biết được, ví dụ như em view được cái mã của BID lợi nhuận của năm sau, năm nay là 2006, năm sau nó có thể rơi vào 10.000, thì cái giá tương ứng với cả cái mức độ người đầu tư đổ vào thì giá trị của cổ phiếu BID là bao nhiêu? Cũng giống như một doanh nghiệp bất kỳ với mức lợi nhuận mà tôi đang dự kiến được, thì cái định giá bao gồm là thực tế của doanh nghiệp cộng với cả cái nhà đầu tư đổ vào dùng tâm lý thì bao nhiêu là hợp lý để cho em phát định được giá mua cái giá trị của điều đó. Em cảm ơn thầy chị, em xin phép trả lời câu hỏi của chị. Thì ở bên Direct thì bộ phận phân tích của bên em có thường xuyên ra cái báo cáo phân tích về những cổ phiếu mà bọn em theo dõi. Thì thường thì mỗi quý một lần bọn em sẽ cập nhật cái tình hình kết quả kinh doanh, cũng như là cập nhật lại cái dự báo cho năm 21-22, và bọn em cũng đưa ra luôn cái định giá, chẳng hạn như là định giá PB của ngân hàng tại thời điểm này, tức là thì nó ở mức là chẳng hạn như là 1.2, nhưng mà chẳng hạn như so với lại cái lợi nhuận của năm 2021 thì nó sẽ ở mức 1 lần PBook chẳng hạn, hoặc là so với lợi nhuận năm 2022 thì nó sẽ dưới là 0.8 lần PBook chẳng hạn. Thì đấy là nếu mà chị thường xuyên theo dõi vào các phân tích của VNRX thì chị sẽ được cái chỉ số đấy. Ngoài ra thì bên em hiện tại thì VNRX có phát triển một cái công cụ gọi là Distock. Thì ở Distock bọn em cũng đưa ra cái định giá cụ thể cho chẳng hạn như của từng cổ phiếu mà bọn em cover. Thì cái trang Distock thì nó rất là cái giao dịch của nó rất là dễ sử dụng, cũng như là nó rất các tính năng của nó thì khá là thân thiện với là các nhà đầu tư cá nhân. Và ở đây thì các anh chị có thể tra cứu chẳng hạn như là các điểm nhấn, toàn bộ những cái thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cũng như là cái view của không chỉ của VNRX mà view của quan điểm của tất cả các công ty chứng khoán khác. Ở đây mà em chẳng hạn như là đối với cổ phiếu VIB chẳng hạn, em có tổng hợp tất cả quan điểm của các công ty chứng khoán khác đang ở mức khuyến nghị như thế nào và định giá bao nhiêu. Ngoài ra thì bọn em còn phát triển thêm một cái bộ chỉ số độc quyền, tức là cái định giá, cái đánh giá doanh nghiệp độc quyền của VNDirect cho từng cái doanh nghiệp. Hiện nay thì cái công cụ này cũng vẫn đang được hoàn thiện những cái tính năng và trải nghiệm, chẳng hạn như là về cái dữ liệu cho ngành ngân hàng, bộ chỉ số độc quyền cho ngành ngân hàng thì em đang tính toán, nhưng đối với một số các cái doanh nghiệp khác mà không phải ngành ngân hàng thì em đã có thêm cái bộ chỉ số để mà chấm điểm cho cái sức khỏe của doanh nghiệp. Vâng, tại vì ở VNDirect thì có rất nhiều trò chơi mà có thể nhà đầu tư chưa để ý, nhưng cái Distock này là một cái website giúp cho mọi người tiếp cận được thông tin, các cái báo cáo phân tích và các cái bộ chỉ số để làm mình làm quen khi mình đầu tư cổ phiếu. Như là lúc nãy bác có nói, nếu mình coi nó là một tài sản thì mình phải hiểu cái tài sản của mình, sức khỏe nó đang ở đâu, sức khỏe của doanh nghiệp đấy như thế nào, tương quan so với các ngành
các cái cơ hội trong ngành, rồi các cái bộ chỉ số mình cần nhìn. Thì Đương đây là cái trang mà Đương được nhà đầu tư khá là yêu thích đối với mọi người quan tâm đến đầu tư. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái này để có những cái gói access để cho nhà đầu tư khai thác được tài nguyên. Bởi vì thực ra ở VnDirect thì trong suốt 14 năm hoạt động thì chúng tôi cũng tích trữ được một gia tài dữ liệu rất là lớn và cũng Đương sẽ biểu hiện dần. Có thể sau này kể cả anh Tú Anh cũng có thể tham khảo để làm sao mà từ phía tiếng nói của ngân hàng, bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là cái kỳ vọng của thị trường đôi khi lại quyết định cái sự biến động của thị trường, và kỳ vọng của thị trường là do chính các nhà đầu tư tạo ra. Thì những cái buổi này chúng tôi cũng chỉ kỳ vọng rằng nhà đầu tư ngoài cái việc nhìn các cái chỉ số và những cái định hướng giao dịch ngắn hạn thì chúng ta cần nhìn thêm những cơ hội nữa, và những chỉ số đấy có thể hint cho chúng ta những cơ hội chung và dài hạn và kể cả ngắn hạn. Thì chính cái đó sẽ làm cho cái mặt bằng giá, nó làm cho cái dòng vốn nó được đi đúng, bền vững để nhà đầu tư có thể coi chứng khoán, coi đầu tư như là một kỹ năng sống thiết yếu và mình có thể sống vui với nó và hưởng lợi được cái mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Nhưng mọi người đều thấy hiện tại thì thị trường đang ở cái vùng cũng khá là cao, là khoảng 1.195 điểm rồi. Thì như lúc nãy mọi người có từ tổng kết của anh Quang thì thị trường đâu đó sẽ mọi người, các công ty chứng khoán và các VnDirect đều dự định là thị trường sẽ đạt đỉnh vào tầm khoảng 1.250 điểm. Và em nghĩ là mọi người cũng đều có chung mục đích là cái đỉnh này nó sẽ chỉ diễn ra sớm thôi, có thể là trước Tết âm lịch. Và cũng như những ngân hàng coi trình bày thì rất nhiều cổ phiếu như là Techcombank, VPBank hay là MB thì nó cũng đã sát cái tiệm cận cái target price trong một năm tới rồi. Thì em muốn có một câu hỏi là giả sử như từ giờ cho đến tầm khoảng trước Tết hoặc thậm chí là sau Tết hoặc hết tháng 2, khi mà tất cả các target price đều đã đạt đỉnh rồi thì câu chuyện của 10 tháng tới sẽ làm gì? Chúng ta tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đấy hay là chúng ta sẽ phân bổ tài sản như thế nào? Xin cảm ơn. Đây là câu hỏi ai thích nghe đúng không? Và câu hỏi này của cả mình nữa. Nhưng mà trước khi hỏi thì mình sẽ làm rõ một tí nữa, xong mình sẽ hỏi các chuyên gia ở đây. Thực sự mà nói thì rất nhiều mọi người nói là thị trường chứng khoán bây giờ là ở chu kỳ kinh tế nào, bình thường cho các chu kỳ. Mình có thể quay lại cái bản đồ xuân hạ thu đông được một tí được không Hà Quang? Là nó đang ở mùa nào, mùa xuân hay mùa thu hay mùa hạ hay mùa đông? Và nó ở chu kỳ 2006 hay là 2010 hay 2013? Thì nếu chúng ta ở trong thị trường chứng khoán, chúng ta cũng sẽ thấy có các cái điểm của các chu kỳ và thường nó hay lặp lại. Vậy thì bây giờ mình là điểm của 2006, có nghĩa rằng là nó sẽ run phát xuống và nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên đỉnh được. Hay là nó là điểm của 2010 hay 2013, tức là nó chỉ là cái điều chỉnh nhẹ để nó lên một cái mới. Thế thì tất nhiên mọi người cũng thấy là kỳ vọng về mặt môi trường kinh tế vĩ mô thì chúng ta thấy rồi, em Tuấn Anh cũng làm rất rõ, tức là rất là tích cực. Về mặt định giá thì chúng ta cũng thấy là cái khả năng earning của các doanh nghiệp hàng đầu của thị trường Việt Nam còn rất nhiều, 37% một năm, nếu như xét có rất nhiều doanh nghiệp có khả năng. Đứng về mặt cơ bản chung và dài hạn thì chúng tôi vẫn coi outlook là triển vọng đầu tư. Đứng về mặt ngắn hạn nó quyết định bởi tâm lý. Thế thì tâm lý của thị trường nghĩ nó thấp, nó cao thì là nó sẽ bán thôi. Còn nếu nó nghĩ là nó chưa cao thì nó sẽ lên. Thì cái này đối với những người mà áp dụng chiến lược đầu tư chủ động và ngắn hạn thì mọi người nên theo dõi các chỉ số tâm lý. Thế thì cái chỉ số tâm lý đấy nó là những chỉ số nào? Thì chúng tôi cũng xin hỏi anh Hoàng Cao, một chuyên gia đầu tư rất có kinh nghiệm tại VnDirect, và Hoàng Cao thì cũng được coi là investment guru của VnDirect. Thế thì Hoàng Cao nhìn vào chỉ số nào và thị trường này sẽ điều chỉnh để lên tiếp hay là thị trường này sẽ điều chỉnh ở cái đỉnh, tức là đã đạt đỉnh? Về câu hỏi của chúng ta là thị trường đã đạt đỉnh chưa, đúng không? Và nếu đạt đỉnh rồi thì có nghĩa là nó xuống, còn nếu nó chỉ là điều chỉnh để lên tiếp thì trong kỳ điều chỉnh đấy mình nên làm gì để mình không bị mất cơ hội khi thị trường nó được điều chỉnh sang một cái vị thế mới? Thế và đấy là câu hỏi cho anh Hoàng Cao. Rồi em xin câu hỏi này. Thực ra để đưa ra một cái nhận định thì rất là rủi ro, bởi vì các bạn đều biết là thị trường chứng khoán nó là cuộc chơi kỳ vọng. Thế tuy nhiên thì
cái idea của em là 1.200 điểm chúng ta đã từng gặp ở năm 2006, và sau quá trình tích lũy 15 năm từ 2007 đến 2021 là 14 năm thì chúng ta vẫn đang ở 1.200. Thế thì cái 1.200 của bây giờ sẽ khác 1.200 của 2018, của 2017. Và sau cái quá trình tích lũy 14 năm đó thì hiện giờ thị trường chứng khoán đang được dồn nén và có khả năng là sẽ bước lên một cái mức tăng mới. Theo đánh giá là cái mức 1.300 hoặc là 1.400 là rất là có khả năng xảy ra trong năm nay. Đấy, để chúng ta nhìn thấy là cùng con số 1.200 nhưng mà 1.200 của năm nay rất là khác. Khác ở đâu? Thứ nhất là cái lượng tài khoản của chúng ta trước đây chỉ là 0.5% dân số, thì bây giờ đã là gần 1% và có thể vượt con số 1% trong năm nay. Thì cùng với đó là để nếu mà một cái chỉ số chúng ta có thể nhìn nhận là hàng quý các bạn có thể cộng những cái số tiền mà nhà đầu tư đang gửi gắm ở công ty chứng khoán. Cái con số này các bạn có thể cập nhật định kỳ hàng quý, là cái con số này đã cao hơn gấp 3 lần so với cả cách đây 1 năm hoặc là 9 tháng. Thế thì có thể thấy là việc xã hội hóa của chứng khoán là đang diễn ra rất mạnh mẽ rồi, chứ không phải là phải chờ 1 năm nào nữa, mà năm 2021 này sẽ tiếp tục 1 năm xã hội hóa để diễn ra. Và có một sự yểm trợ, tức là một cái chỉ báo mà anh Tú Anh đã đưa ra là mặt bằng lãi suất, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và sẽ có thể có những cái dư địa để giảm lãi suất thêm nữa. Thì cái mốc con số 1.200 có thể sẽ là mốc mơ ước mà nhà đầu tư sẽ muốn được quay lại trong năm 2021 để mua. Vâng, tức là chúng ta nói chung các công ty khi public thì thường là giống như luật sư với bác sĩ là bao giờ nói ra làm thế nào để cho mình an toàn, đúng không? Thế còn thực chất nó xảy ra như thế nào thì kỳ vọng là do các nhà đầu tư quyết định. Tuy nhiên hôm nay mọi người đã thấy có cái la bàn để mình nhìn về chỉ số kinh tế, mọi người đã có cái la bàn để mình chọn tài sản và có cái la bàn để mình có cái tâm thức tiếp cận nó đúng. Và nếu mọi người, các quý vị nhà đầu tư mà quan tâm sâu hơn thì có thể tham gia những cái khóa đi go và tháp tài sản để chúng tôi giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chiến lược đầu tư có thể áp dụng. Và cái hay hơn cả là làm thế nào để chúng ta chẳng cần phải biết năm nay như thế nào mà chúng ta vẫn có thể đầu tư, bởi vì cơ hội thị trường chứng khoán luôn có cho tất cả mọi người, miễn là chúng ta dành thời gian, có cái la bàn đúng, có cái người đồng hành đúng và tự tin để mình bắt đầu đúng với cả cái khả năng về điều kiện tài chính cũng như là cái điều kiện đầu tư của mình. Thế thì vì thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là tôi xin kết thúc cái buổi đi Insight số thứ 2 tại Hà Nội ở đây và xin tiếp tục chia sẻ tới số quý tới để làm sao chúng ta dần có cái sự giao lưu. Hôm nay xin lỗi là không có sự giao lưu từ phía nhà đầu tư nhiều, nhưng thời gian tới thì vì chúng ta làm nên thị trường và kỳ vọng là một trong những chỉ số vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh Tú Anh hôm nay đã đưa cái bộ chỉ số này vào để. Thế còn tuy nhiên để nhắc lại nhà đầu tư, cái chỉ số nào để quyết định thị trường của chứng khoán, như anh Hoàng Cao có nói, thứ nhất là sự quan tâm của thị trường chứng khoán ở nền kinh tế hiện nay rất lớn. Đấy là một điều kiện tốt. Nhưng cái sự quan tâm này khác với sự quan tâm của 2006. 2006 là một sự quan tâm của một cái thị trường non trẻ, các công ty chứng khoán non trẻ, khả năng cung cấp dịch vụ tài chính non trẻ và số lượng các công ty tốt, số lượng các công ty có quy mô vốn và khả năng tăng trưởng còn rất ít. Nhưng thị trường hiện nay là một thị trường đã được phát triển trong suốt 10 năm qua, nền tảng cung cấp dịch vụ tài chính, các sản phẩm ở trên thị trường cũng tốt hơn. Nhà đầu tư có quyền được tiếp cận nhiều hơn, ví dụ như những cái website đi sấp như thế này để thông tin nó tường minh hơn. Và chúng ta chỉ cần chọn cho mình một cách đi để làm thế nào mỗi năm mình vững vàng hơn năm sau. Bởi vì thị trường luôn luôn có những năm 2020 và cũng sẽ luôn luôn có những năm mà thị trường sẽ đi xuống, miễn là chúng ta vững vàng và đừng bỏ thị trường chứng khoán khi mà mình thấy vào một cái sợ quá và sợ đến già không bao giờ quay lại. Để chúc mọi người có một đi câu vững vàng. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây.